Hello, hello, lại là em shop Linh Kiện Nhật Bãi đây. Hôm nay nhà em về được rất là nhiều hàng mới, lại lên phục vụ quý cô bác và anh chị nhé. Anh em nào mới lướt qua kênh thì đừng quên cho em xin một lượt like này, cũng như là một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều này. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ em qua số hotline em đang ghim trên màn hình này. Có thể kết bạn Zalo để em có thể gửi hình ảnh cũng như là tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Trong video ngày hôm nay, hóa đơn từ 200 ngàn em sẽ bao phí ship này. Rồi, không để mất thời gian của anh em thì em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm đầu tiên. Đấy, hôm nay lên cho anh em một cái mã dây ống nước, hàng thanh lý công ty cực kỳ chất lượng luôn. Dòng này thì sẽ có hai kích thước cho anh em lựa chọn là 5m và 10m nhá. Một bộ sẽ bao gồm cho anh em là dây ống nước này, hai đầu nối nhanh và một vòi tăng áp như thế này. Đấy. Kích thước của dòng sản phẩm này là phi 10 anh em nhá. Đấy, anh em lưu ý là phi 10 này, nhiều anh em đến anh em cứ chê bé các thứ là trên video em nắm rõ rồi. Kích thước là phi 10 này. Đấy, hàng này thì chuyên để bơm bóng nước rửa xe tưới sân vườn rồi. Và chất liệu, đấy, chất liệu thì được làm bằng nhựa PVC anh em nhá. Đấy, hai lớp cho anh em như này. Hai lớp như thế này. Đấy, và cách sử dụng thì vô cùng đơn giản thôi. Đấy, cách lắp vô cùng đơn giản, em hướng dẫn luôn cho anh em này. Đấy, với cái đầu này thì sẽ là đầu lắp vòi tăng áp này. Anh em ấn cho em xuống như này và anh em đút vòi tăng áp vào, bao giờ hết lẫy như này anh em bỏ ra như thế này và kết nối với dây như thế này. Anh em xoáy cho em cái nắp này ra, anh em cho vào dây ống nước này và anh em đút dây ống nước vào đây thôi. Đấy, và anh em xoáy vào như thế này. Đấy, đây là cái nối nhanh nên là sử dụng rất là nhanh em ạ. Đấy, rất là nhanh và anh em không cần phải dao kéo kìm kiếc như thế nào cả. Với cái vòi này thì anh em xoáy cũng xoáy cho em ra như thế này. Đấy, và kết nối vào cái đầu còn lại. Đầu cái đầu này thì anh em kết nối vào vào ống nước nha anh em nhé. Đấy, cái vòi nước nha anh em. Thì dòng này thì có thể kết nối được từ vòi 21 trở xuống anh em nhé. Đấy, từ vòi 21 trở xuống được là sẽ có đầu cổ dê như thế này. Thì lát nữa em sẽ xoáy trực tiếp cho thực hành trực tiếp cho anh em luôn nhá. Đấy, kết nối ống nước vào đây và anh em thì cứ thế sử dụng thôi. Đấy, một bộ này. Đấy, một bộ như này cực kỳ tiện lợi cho anh em sử dụng trong gia đình luôn nhá. Đấy, có hai kích thước cho anh em lựa chọn là 5m và 10m thì em sẽ đi test luôn cho anh em để anh em thể quan sát này. Đây em sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhé. Đấy, cái đầu này anh em kết nối vào cái ống nước nhá anh em. Và nó sẽ có một cái cổ dê này để anh em có thể cố định. Đấy, cố định siết chặt cái đầu này để tránh bị rò rỉ nước này. Đấy, về anh em kết nối là anh em mở nước ra thôi. Đấy, rất là tiện lợi. Và anh em cũng lưu ý giúp em là cái lực nước ra cái vòi tăng áp này thì nó chỉ tăng áp cho anh em được một chút xíu thôi. Thì cái này phụ thuộc vào cái đường nước của anh em. Đấy, đường nước của anh em nữa. Còn nếu mà đường nước của anh em yếu quá thì nó cũng không ra mạnh được anh em đâu anh em. Nó chỉ là vòi tăng áp thôi chứ không phải là máy bơm mà nó bơm nước là ra mạnh nhiều như máy bơm được. Thì anh em nào quan tâm đến mẫu này thì lên cho em mã là dây ống nước này. Hai kích thước cho anh em lựa chọn là 5m. Giá sẽ là 100 ngàn và 10m là 180 ngàn và bao phí ship cho anh em nhé. Đấy, bao phí ship. Thì bộ này thì nó sẽ tương tự như nhau thôi, nó chỉ khác nhau là kích thước thôi. Một bộ sẽ bao gồm cả dây, cả nối nhanh, cả vòi tăng áp như thế này giống nhau nhá. Đấy, giống nhau, chỉ khác nhau là kích thước thôi. Và trong video ngày hôm nay thì em cũng báo luôn cho anh em là hóa đơn từ 200 ngàn thì em sẽ bao phí ship. Và dưới 200 ngàn thì anh em hỗ trợ em thêm 30 ngàn phí ship. Đấy, từ 200 ngàn là em bao phí ship rồi. Và riêng cái ống 10m này, đấy, chỉ riêng một mã 10m này là em 180k em bao ship thôi anh em nhá. Riêng một mã này em 180k bao ship. Còn hóa đơn từ 200k em mới bao phí ship này. Và bên em hình thức mua hàng bên em rất là đơn giản. Anh em liên hệ em qua số hotline em ghi trên màn hình này. Có thể kết bạn Zalo để em có thể gửi hình ảnh cũng như là tư vấn trực tiếp cho anh em. Đấy, anh em khi mua hàng bên em, anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng, test hàng ok, thoải mái rồi anh em mới nhận. Và bên em ship hàng toàn quốc rất là thoải mái cho anh em như thế nào. Nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng mẫu mã, đúng chất lượng như thế thì anh em vẫn nhận. Còn không thì anh em cứ hoàn về cho em. Đấy, rất là thoải mái cho anh em. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn nhá. Rồi, sản phẩm đầu tiên lên trong video ngày hôm nay thì em lên cho anh em một cái bộ chuyển đổi nguồn này. Hàng này hàng mới về, hàng mới tinh luôn anh em nhá. Đấy, bộ chuyển đổi nguồn từ 18V. Đấy, từ 18, 21V lên thẳng điện 220 cho anh em nhé. Đấy, sử dụng chân pin phổ thông. Đấy, chân pin phổ thông là những cái cục pin này. Thì anh em có thể thường gặp pin của máy khoan pin này. Đấy, khoan pin hoặc là máy bắn vít các thứ. Chân pin phổ thông này rất là thông dụng với anh em thôi. Công suất của nó là khoảng 200W. Đấy, 200W. Có 3 đầu
USB này, đấy, ba đầu USB và một ổ cắm dẹt và một ổ cắm nhiều loại ở đây. Thì dòng này thì công suất của nó khoảng 200W nữa. Đấy, 200W thì anh em chỉ sử dụng thiết bị nhỏ như đèn này, đấy, đèn wifi, sạc điện thoại, sạc pin điện thoại thôi. Còn những cái công suất lớn hơn như tivi, tủ lạnh hoặc là quạt thì anh em không có sử dụng được đâu nhá. Đấy, anh em phòng trừ những lúc mất điện hoặc anh em có thể mang đi dã ngoại các thứ. Đây, bên này thì em đã kết nối thử một thiết bị vào đây rồi. Đây, quả bóng em đang sử dụng là quả bóng dạng đông anh em ạ. Đấy, dạng đông công suất là 20W này. Và em đang cắm một cái sạc điện thoại. Anh em lắp pin vào. Đấy, lắp pin vào anh em bật nguồn lên thôi. Đấy, đấy, kích điện lên cho anh em lên đến 220V nhá. Đấy, 220V. Thì thời gian vừa sử dụng lâu hay là ít thì nó phụ thuộc vào cái pin của anh em nhá. Đấy, sử dụng phụ thuộc vào cái pin của anh em. Thì cái bộ chuyển đổi nguồn này thì anh em cần thì lên mã cho em là bộ chuyển đổi nguồn này, thì em báo giá luôn. Đấy, em báo giá luôn cho anh em là 250.000 em bao phí ship nhá. 250.000 bao phí ship. Dòng này thì rất là thuận tiện, anh em mang đi đi câu, đi du lịch, đi dã ngoại cũng rất là tiện. Chất liệu nhựa ABS nhá, chống chập này, chống cháy này, và sẽ có chống quá tải nhá. Anh em lỡ cắm vào cái những cái thiết bị quá tải công suất của nó thì nó sẽ tự động nó ngắt, nó sẽ không bị chập cháy đâu anh em ạ. Đấy, màn hình LED hiển thị cái điện đầu vào này là bao nhiêu vô này, chân pin phổ thông anh em nhá. Đấy, anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Trong phần bên này thì hôm nay em về được một cái lô pin nhá. Đấy, lô pin chân pin phổ thông này, Makita này. Dòng này thì dung lượng của nó là 20.000 mAh nhá. Đấy. Dòng này thì chân pin phổ thông anh em rất là quen thuộc rồi, thì em lấy về em bán kèm thêm cho anh em thôi. Thì anh nào cần cái mã pin này thì lên mã cho em là pin Makita này, báo giá luôn cho anh em là 200.000. Đấy, ngoài ra phần bên này thì anh em nào chưa có sạc thì em bán kèm luôn cho anh em một cái bộ sạc của cái pin Makita nhá. Đấy, Made in Japan cho anh này. Anh em như thế này, dòng này thì rẻ thôi anh em ạ. Đấy, sạc thì anh em nếu mua, anh em mua lẻ này, sạc cái sạc pin này thì anh em lên mã em là bộ sạc pin này, giá là 100.000. Còn nếu mà anh em lấy một combo cả pin cả sạc nhá. Đấy, một combo cả pin cả sạc là bao gồm cả hai cái này, thì em báo giá luôn cho anh em này. Em báo giá luôn cho anh em là 200.000 và 250.000 em bao phí ship nhá. Đấy, 250.000 bao phí ship về anh em cứ thế anh em sử dụng thôi. Đấy, anh em nào muốn lấy lẻ thì có giá lẻ, còn anh em lấy bộ có giá bộ nhá. Thì anh nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi, sang phần bên này thì lên cho anh em một cái mẫu quạt tích điện nhá, đến từ thương hiệu của Makita, hàng made in Japan cho anh em. Đấy, Makita thì anh em rất là quen thuộc rồi. Một bộ sẽ bao gồm cho anh em mình là một thân quạt này, một pin và một đế sạc như thế này nhá. Đấy, một đế sạc như thế này. Đường kính của cái dòng của cái lồng lồng quạt này là khoảng 25cm nhá. Đấy, đường kính khoảng 25cm. Thiết kế lồng quạt là thiết kế vỏ kim loại nhá. Đấy, cực kỳ chắc chắn cho anh em như thế này. Và dòng này khi anh em sạc đủ pin vào thì nó có thể là quạt được khoảng từ 6 đến 8 tiếng giúp em nhá. Từ 6 đến 8 tiếng, có hai cấp độ gió. Đấy, cấp độ gió thường này và cấp độ gió mạnh. Đấy, có hai cấp độ cho anh em. Gió cực kỳ khỏe luôn. Đấy, anh em thấy quan sát này, gió cực kỳ khỏe. Dòng này thì anh em sử dụng lúc mất điện hoặc anh em đi ra ngoài dã ngoại tập thể dục thể thao hoặc là sử dụng những lúc mất điện rất là hay luôn anh em nhé. Anh em lên mã cho em. Đấy, anh em nào cần dòng này lên mã cho em là quạt tích điện. Em báo giá luôn cho anh em là giá là 450.000 em bao gồm phí ship nhé. Đấy, bao gồm phí ship một bộ, chọn bộ cho anh em cả quạt cả pin và cả sạc em nhé. Đấy, cả pin và cả sạc 450.000. Anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi, sản phẩm tiếp theo lên trong video ngày hôm nay, em lên cho anh em một cái mẫu bơm đặt chân hai xi lanh. Đấy, có thể gấp gọn như này. Với gấp gọn này thì anh em có thể để trong cốp xe máy này, xe đạp điện hoặc ô tô cực kỳ tiện nhá. Khung thành sát cạnh được làm bằng hợp kim nhôm này. Đấy, hợp kim nhôm cực kỳ dày dẫn và được sơn phủ một lớp sơn tĩnh điện nhá. Có đồng hồ đo cho anh em để anh em có thể dễ dàng theo dõi trong quá trình bơm để phù hợp cho từng loại lốp, từng loại xe này. Thiết kế hai ống xi lanh nhá. Đấy, dây này là dây chống gập. Đấy, chống gọc, gập chống gãy cho anh em. Và bên trên này sẽ có những cái vòi bơm cho anh em. Đấy, bơm bóng, truyền bóng đá, bóng hơi các thứ cực kỳ đa năng này. Và hai vòi, hai vòng chuyên dụng thôi anh em nhé. Đấy, thiết kế hai xi lanh này nên là lực bơm ra cực kỳ khỏe nhá. Thì bây giờ em sẽ test luôn cho anh em. Đấy, test luôn cho anh em. Và với cái dòng này thì anh em có thể bơm xe đạp này. Đấy, xe máy, xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ thoải mái giúp em. Đây, em sẽ test luôn cho anh em là để em bơm một cái xe máy xem mất khoảng bao nhiêu thời gian anh em nhé. Đây em nhá, đấy, đây cái xe chở hàng nhà em đang xả hết hơi ra rồi. Thì em bơm từ đầu nhá. Thì với cái dòng xe máy thì anh em bơm khoảng từ 2kg đến 2,3kg. Đấy, xe đạp thì tầm 8kg đến 2kg. Xe máy 2kg, 2,3kg. Còn ô tô tầm 3kg đến 3,5kg. Thì em sẽ bơm để xem mất khoảng bao nhiêu thời gian để bơm cho được một cái xe này anh em nhá. Đây,
đấy, bơm rất là nhẹ nhàng, anh em thấy quan sát này, rất là nhẹ nhàng. Thì với cái dòng này thì nó sẽ tiết kiệm thời gian này cũng như sức lực của anh em rất là nhiều. Và có cái đồng hồ này thì anh em có thể dễ dàng theo dõi trong quá trình bơm của mình này. Đấy, bình thường anh em khi bằng bơm bằng tay ấy, thì anh em cứ phải lấy tay nắn này, hoặc lấy chân anh em nắn xem nó đã căng hay chưa. Bây giờ nó có cái đồng hồ đo áp suất này thì anh em cứ theo dõi đồng hồ thôi. Đấy, em mới bơm được một chút thôi này. Đấy, là đã được 2 ký hơi này. Anh em thử quan sát này, 2 ký hơi nhá. Thì em bơm vài cái nữa là ok. Với xe máy thì tầm 2 ký 2 đến 2 ký 3 thôi. Đấy. Đấy. Ok. Xong ok, rất là nhanh đúng không nhá? Đấy, rất là nhanh này. Và đặc biệt trong video ngày hôm nay nhá. Đấy, đặc biệt trong video ngày hôm nay khi anh em mua một cái bơm đạp chân như thế này, bên shop sẽ hỗ trợ tặng kèm thêm cho em mình là một cái dây bơm để anh em thể thay thế này. Khi anh em về sử dụng có hào hóc gì cái dây bơm này thì bên shop sẽ tặng thêm cho anh em nhá. Chỉ duy nhất trong video ngày hôm nay thôi. Chỉ duy nhất trong video ngày hôm nay thì bên shop sẽ tặng cho anh em một cái vòi thay thế này khi anh em mua bơm này. Và anh em nào muốn mua lẻ thì em báo giá luôn cho anh em là 30.000 một cái dây này nhá. Đấy, 30.000 một cái dây bơm. Thì anh em nào quan tâm đến cái mẫu dòng sản phẩm bơm này thì anh em lên mã duy nhất là bơm Xi-lanh này, bơm 2 Xi-lanh giá là 300k em bao phí ship nhá. Đấy, 300k bao phí ship và tặng thêm cho anh em mình là một dây bơm như thế này. Một sản phẩm cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu của Starlay Made in Japan như thế này nhá. Đấy, thương hiệu Starlay này, Made in Japan như thế này. Anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Dẫu cái sang phần bên này lên cho anh em một cái combo làm vườn đủ món cho anh em luôn nhá. Đấy, đủ món cho anh em này. Đầu tiên bộ làm vườn sẽ bao gồm cho anh em một kéo cắt này, một kéo tỉa, một cưa gấp, một cưa lách và đi kèm thêm cho anh em mình là hai cái dòng sản phẩm cưa thay thế như thế này nữa. Đấy, một bộ đủ 6 món như này để anh em đang ra đây này. Một bộ đủ 6 món như thế này anh em nhá. Đấy, một bộ đủ 6 món như thế này. Rất là phù hợp cho anh em sử dụng trong gia đình này. Đấy, anh em tác vụ thoải mái cho em luôn. Đấy, dòng này, dòng kéo cắt này, đấy, chất thép là SK5 đấy, hàng toàn bộ là hàng của Nhật hết, Made in Japan hết cho anh em này. Riêng dòng sản phẩm kéo cắt này thì sẽ đi kèm thêm cho anh em mình là một cái lò xo như thế này nhá. Một cái lò xo như thế này. Một cây kéo cắt thì dòng này thì cắt cực kỳ ngọt, những cái cành cây mà bằng ngón chân ngón tay anh em cắt được hết nhá. Tiếp theo là một dòng sản phẩm kéo tỉa răm này. Dòng sản phẩm kéo tỉa răm này thì anh em bao cho anh em không bao giờ han gì luôn. Đấy, Made in Japan cho anh em như thế này nhá. Đấy, Made in Japan cho anh em như thế này. Không bao giờ han gì, có lò xo trợ lực cho anh em này, sẽ bắt lại cho anh em quan sát luôn. Có lò xo trợ lực này và thiết kế dạng răng cưa nhá. Đấy, lưỡi cái răng cưa nên cắt cực kỳ ngọt. Đấy, cắt cực kỳ ngọt. Tiếp theo là dòng sản phẩm cưa gấp này. Đấy, cưa gấp thì anh em cũng rất là quen thuộc rồi. Made in Japan cho anh em như thế này, chất thép SK5 chống han gì cho anh em. Đấy, tiếp theo trong combo đó chính là một cây clutch. Đấy, một cây clutch hàng Made in Japan. Đấy, Made in Japan cho anh em như thế này. Và cuối cùng là hai cái dòng sản phẩm thay thế. Đấy, dòng sản phẩm lưỡi cưa thay thế cho hai dòng sản phẩm cưa. Một bộ combo như thế này nhá. Anh em lên mã cho em là bộ làm vườn 6 món nhá. Đấy, bộ 6 món này. Bộ 6 món. Giá hôm nay giá rất là tuyệt vời luôn, giá hôm nay giá chỉ có 200k và đã bao gồm phí ship của anh nhá. 200k bao phí ship cho dòng sản phẩm bộ làm vườn 6 món như thế này. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn nhá. Rồi ok anh em, sang phần bên này thì lên cho anh em một cái bộ dụng cụ nhà bếp này. Đấy, bộ dao 7 món đến từ thương hiệu của Global. Đấy, thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ thị trường của Nhật rồi. Một bộ sẽ bao gồm cho anh em 7 món như thế này. Đầu tiên là một con dao chặt này. Đấy, con dao chặt này thì trọng lượng của nó khoảng 500g nhá. Đấy, 500g. Thương hiệu Global Made in Japan cho anh em này. Một con dao chặt như này, thiết kế liền khối như thế này. Thiết kế liền khối nên anh em chặt xương thoải mái. Đấy, chặt xương, chặt gà, chặt vịt thoải mái cho anh em. Phần cán này, đấy, phần cán thì thiết kế những cái lỗ tổ ong để thoáng hơi, thoáng khí khi anh em sử dụng nhá. Và đặc biệt là cái dòng này là chất liệu đều làm bằng thép trắng. Đấy, chống han gì cho anh em tuyệt đối luôn. Đấy, chống han gì cho anh em tuyệt đối. Đấy, sống lưng khá là dày dẫn cho anh em như thế này. Sản phẩm tiếp theo trong bộ này là một con dao thái bản lớn như thế này nhá. Đấy, dao thái bản lớn kích thước thì cũng như con dao chặt thôi. Kích thước như con dao chặt thôi. Đấy, sản phẩm tiếp theo trong bộ là một con dao thái bản nhỏ này. Đấy, một con dao thái bản nhỏ và một cây liếc mà, một cây gọt hoa quả và cuối cùng là một cây kéo cắt thực phẩm. Đấy, kéo cắt thực phẩm cho anh em như thế này và một cái hộp đựng như thế này. Đấy, hộp đựng chất thép chống han gỉ cho anh em luôn, thương hiệu Global như thế này nhá. Phần bên dưới này sẽ có lỗ thoát nước này. Đấy, thoát nước và có thêm những cái núm chống trơn trượt cho anh em. Một bộ 7 món như thế này. Đấy, một bộ 7 món như thế này. Em báo giá luôn cho anh em này. Anh em lên mã cho em là bộ dao nhà bếp của Nhật, giá nó sẽ là 850.000 nhá. 850.000 và em đã bao gồm phí ship rồi. 850.000 tính ra nó chỉ hơn 100.000 một sản phẩm thôi. Hơn 100.000 một sản phẩm mà anh em mua bộ này về để trong nhà bếp thì nhìn rất là sang luôn. Đấy, màu trắng nhìn rất là sang trọng. Thì cái nào cần thì có thể liên hệ em luôn nhá. Rồi ok, tiếp theo sang phần bên này thì bên shop hôm nay về được một ít cái dòng dao chặt của Đức nhá. Đấy, đến từ thương hiệu của Winning này, thương hiệu hai hình người nhá.
Hàng này thì sản xuất theo công nghệ của Germany này, Made in Germany cho anh em như thế này. Đấy, thiết kế sống lưng khá là dày dẫn. Và trọng lượng cái dòng sản phẩm này nhá anh em nhá. Đấy, trọng lượng cái dòng sản phẩm này nó sẽ là khoảng 400g. Đấy, 400g. Và chất liệu thì được làm bằng thép. Đấy, thép trắng chống han gỉ cho anh em. Thì em có thể đo chiều dài, chiều rộng để anh em có thể nắm bắt rõ nhất này. Đây, chiều rộng của nó khoảng 9cm này. Đấy, chiều dài của dao là khoảng 32cm. Nguyên phần lưỡi này, đấy, nguyên phần lưỡi là khoảng 20cm anh em nhé. Dòng này anh em mua về chặt gà, chặt vịt, chặt xương thì cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Cực kỳ ngon luôn. Đây, sống lưng anh em thể quan sát này. Sống lưng khá là dày dẫn anh em nhé. Đấy, sống lưng khá là dày dẫn. Sống lưng của nó là khoảng 2 ly anh em nhé. Đấy, khoảng 2 ly, 3 ly. Đấy, khoảng 3 ly anh em nhé. Thương hiệu Wedding này là một thương hiệu rất là nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất đồ dụng nhà bếp như thế này rồi, cực kỳ sắc bén cho anh em luôn. Thì anh em nào quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì có thể lên mã giúp em nhá. Đấy, anh em đợi em chút này. Anh em lên mã giúp em là dao chặt đứt này. Đấy. Dao chặt đứt này. Giá sẽ là em báo giá luôn cho anh em nhá. Bao nhiêu tiền? Đấy, báo giá luôn cho anh em lên mã giúp em là dao chặt của Đức này. Đấy, dao chặt của Đức giá, em báo giá luôn cho anh em. Giá hôm nay giá sẽ là 180.000. 180k, giá cực kỳ yêu thương cho anh em nhá. 180k, anh em nào quan tâm đến cái mẫu dòng dao chặt này thì có thể lên mã giúp em này, dao chặt Đức nhá. Đấy, dao chặt Đức giá là 180k, anh nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Sản phẩm tiếp theo lên cho anh em một cái hũ xay tiêu nhá. Đấy, dòng này thì cực kỳ đa năng, 2 trong 1 này. Anh em có thể vừa đựng này, đấy, đựng tiêu ở phần bên trên này và vừa xay tiêu. Đấy, lưỡi xay thì sẽ nằm bên dưới này. Và khi anh em sử dụng nhá, khi em sử dụng xay, đấy, xay anh em xoay xoáy cho em như thế này thì tiêu xay nó sẽ rớt xuống dưới này. Đấy, rớt xuống dưới đây và anh em có thể sử dụng. Và anh em có thể đựng tiêu ở trong phần bên này nhá. Đấy, phần bên trên này có nắp xoáy cho anh em cho tiêu vào. Đấy, cho tiêu vào thì hàng này thì cực kỳ đa năng cho anh em, 2 trong 1, vừa để hũ đựng tiêu này, vừa để xay tiêu luôn. Thương hiệu là thương hiệu Katoshi nhá. Đấy, inox 304. Dòng này inox 304 đến từ thị trường của Nhật này. Đấy, đây là chống han gỉ cho anh em rất là nhiều. Chiều dài, đấy, chiều dài của dòng sản phẩm này là khoảng hơn 20cm anh em nhá. Chiều dài khoảng hơn 20cm, thiết kế rất là sang trọng cho anh em như thế này và cực kỳ đa năng cho anh em như thế này. Đấy, xay tiêu anh em có thể theo dõi ở góc màn hình, là anh em có thể nhìn thấy video anh em test sản phẩm rồi. Thế anh em nào cần cái dòng sản phẩm này thì anh em lên mã cho em là hũ xay tiêu này. Đấy, hũ xay tiêu giá sẽ là 150.000. Đấy, hũ vừa đựng này, vừa xay cực kỳ đa năng, 2 trong 1 cho anh em. Thế anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Tiếp theo sang phần bên này thì lên cho anh em một cái cây kéo cắt gà nhá. Đấy, hàng này thì chuyên cắt gà, cắt vịt rồi. Chất thép SK5 đến từ thị trường của Nhật này, Made in Japan cho em này. Thì phần trên đầu này thì sẽ có một cái thiết kế để đánh vảy cá luôn anh em nhá. Đấy, rất là đa năng. Và phần dưới này thì thiết kế chỗ này để anh em kẹp quả ốc chó cũng như là kẹp cua, kẹp ghẹ này. Dòng này chất thép SK5, tay cầm hợp kim gang nên cực kỳ chắc chắn. Sống lưng rất là dày dẫn. Thì dòng này anh em mua về con gà, con vịt khoảng 3-4kg anh em cắt thoải mái cho em nhá. Đấy, cắt thoải mái, anh em nhận hàng anh em cứ test hàng thoải mái, không cắt được gà vịt em đền anh em cả tiền kéo lẫn tiền gà luôn anh em này. Thì anh em nào cần cái mẫu kéo cắt gà, đấy, chuyên cắt gà này của Nhật thì lên mã cho em là kéo gà của Nhật, em báo giá luôn, giá là 160.000 anh em nhá. Đấy, 160.000 cho một cái dòng kéo cắt gà của Nhật. Tôi qua phần bên này thì đợt này em về được ít cái dao gọt hoa quả này. Đấy, dòng này thì là cái dao lẻ trong cái bộ dao nhá. Đấy, săn mãi mới được anh em ạ. Thiết kế cái độ sang trọng thì anh em khỏi về bàn rồi, thương hiệu Global này. Đấy, Made in Japan cho em này. Thiết kế nguyên khối cho anh em luôn. Đấy, phần bên này thì sẽ có là cái những cái tổ ong để anh em sử dụng, nó thoáng khí hơn rất là nhiều, chống han gỉ cho anh em. Dòng này thì chất lượng thì anh em khỏi phải bàn rồi. Đấy. Nó là nằm trong cái bộ dao ấy, bộ dao Global ấy. Nhưng mà đợt này thì em lấy được lẻ này. Đấy, sắc bén cực kỳ luôn. Thì anh em nào cần cái mẫu cái dao gọt hoa quả lẻ này ấy, thì lên mã giúp em là dao gọt hoa quả nhá. Thì em báo giá luôn cho anh em. Đấy, báo giá luôn cho anh em là giá là 90.000. Đấy, một dòng sản phẩm cực kỳ đẹp. Anh em thấy quan sát này, đẹp cực kỳ luôn. Cái này nó là cái dấu vân tay của em luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ sắc bén cho anh em, rất là dày dẫn. Chiều dài của nó là hơn 20cm một chút nhá. Chiều dài hơn 20cm một chút thì anh em mà cần cái mã này thì có thể lên mã em là dao gọt hoa quả, giá là 90.000 anh em nhá. Rồi, xong phần bên này thì lên cho anh em một cái mẫu đá mài xả kho nhá. Đấy, còn mấy chục viên thôi, xả kho nốt cho anh em này. Đấy, thương hiệu của Katashiwa này. Dòng này thì độ thô của nó 5.000 và độ mịn của nó 10.000 nhá. Kích thước thì cái này thì khoảng, đây em sẽ đo kích thước luôn cho anh em. Kích thước chiều dài nó khoảng 18cm này. Đấy, 18cm, chiều rộng là khoảng
6cm nhé. Và chiều cao là khoảng 3cm. 3cm thì dòng này sẽ đi kèm thêm cho anh em mình một cái đế cao su này. Đấy, chống trơn trượt khi anh em sử dụng này. Dòng này thì anh em mua về sử dụng 5-10 năm thoải mái cho em nhé. Đấy, 5-10 năm thoải mái thì anh em lên mã em là đá mài này. Đấy, đá mài Nhật giá là 100.000 anh em nhé. Đấy, 100k một viên này. Anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi xong phần bên này lên cho anh em một cái máy mài dao này. Đấy, máy mài dao pin sạc nhá. Pin sạc anh em sạc vào thì anh em có thể mang đi mang lại cực kỳ tiện. Đấy, nút nguồn nó sẽ ở đây. Thì dòng máy mài này thì sẽ có một bên mài tinh này, một bên mài thô anh em nhá. Đấy, đến từ thương hiệu của Boss này, Made in Germany cho anh em như thế này. Thì dòng này chuyên mài những dao thái thôi. Đấy, những dao thái thì anh em ví dụ như con dao này thì anh em bật lên là anh em cứ cho vào đây thôi. Đấy, cho vào đây là sẽ máy sẽ tự mài, anh em không phải làm gì cả. Đấy, máy tự mài, anh em cứ mài đến bao giờ đủ sắc bén rồi thì anh em thử là anh em thôi anh em nhá. Đấy, hàng của Đức anh em như thế này. Thì anh em lên mã cho em là cái máy mài dao này. Đấy, máy mài dao em báo giá luôn cho anh em nhá, báo giá luôn cho anh em cái mã này. Anh em lên mã cho em máy mài dao này giá là 250.000 nhá. Đấy, 250.000 rồi bao phí ship rồi, hàng cực kỳ khỏe luôn. Phần thiết kế bên trong này sẽ có những viên đá mài này. Đấy, nó quay là anh em cho dao vào là nó sẽ tự động nó mài. Đi kèm thêm cho mình là một dây sạc được gắn vào trong máy như thế này nhá. Khi anh em sử dụng hết pin thì anh em lại cắm vào cái củ sạc điện thoại của anh em này. Đấy, cứ chân USB là anh em có thể sạc được, anh em có thể cắm vào sạc dự phòng cũng được. Đấy, sạc dự phòng cũng được. Phần bên đế này sẽ có một cái lớp cao su nhá, chống trơn trượt cho anh em. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng luôn anh em ạ. Nút nguồn đây, anh em không sử dụng nữa thì anh em tắt đi như này, rất là dễ dàng. Thì anh em nào cần cái mã này thì lên cho em máy mà giao giá là 250.000 anh em nhé. Rồi tiếp theo sáng phần này thì còn một ít cái kéo cắt thực phẩm này, em lên em xả kho nốt cho anh em. Đấy, kéo đến từ thị trường của Nhật này, Made in Japan cho anh em như thế này. Tay cầm thì cũng được làm bằng hợp kim gang này. Và chiều dài dòng sản phẩm này khoảng 25cm em nhé. Đấy, chiều dài là 25cm này. Đây, em sẽ đo chính xác cho anh nhé. Đấy, chiều dài khoảng 25cm thì đang lên thanh lý cho anh em. Đấy, lên thanh lý cho anh em thì anh nào cần thì lên mã cho em là kéo bạc nhá. Đấy, kéo bạc giá là 80.000 một cây này. Đấy, cây kéo của Nhật anh em về cắt thoải mái, cắt thực phẩm trong gia đình thoải mái cho anh em nhá. Sáng phần bên này thì hôm nay em về được một cái mẫu kéo cắt thực phẩm hàng mới tinh nhá. Đấy, hàng mới tinh mới về luôn, đến từ thị trường của Nhật, chất thép SK5 này. Dòng này thì cực kỳ đa năng cho anh em. Đấy, sẽ có phần đánh vẩy cá này. Đấy, phần đánh vẩy cá, phần cui bia. Đấy, phần cui bia. Tay cầm thì cũng được làm bằng hợp kim gang nhá. Chiều dài dòng sản phẩm này là 20cm. Đấy, chiều dài của nó là 20cm em nhá. 20cm cực kỳ đa năng cho anh em như này. Cầm cực kỳ chắc tay nhá. Đấy, cầm cực kỳ chắc tay thì anh em nào cần cái mã này thì lên mã cho em là kéo đa năng này. Đấy, kéo đa năng của Nhật nhá. Kéo đa năng của Nhật giá là 80.000 luôn này. Đấy, 80.000 thì anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi sang phần bên này thì lên cho anh em một cái mẫu đèn pin cầm tay đến từ thương hiệu của Sony. Đấy, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ thị trường của Nhật rồi. Vỏ ngoài nhá. Đấy, vỏ ngoài được làm bằng hợp kim nhôm nên là cực kỳ chắc chắn cho anh em này. Chiều dài của dòng sản phẩm này khoảng 25cm nhá. Một bộ sẽ đi kèm thêm cho anh em mình là một cục pin. Đấy, với dung tự lượng pin cực kỳ lớn này, 6800 mAh/giờ. Thì dòng này, đấy, pin sử dụng pin là 3.7V anh em nhá. Đấy, pin 3.7V. Thì với cái dung lượng pin lớn như thế này thì anh em có thể sử dụng liên tiếp, đấy, liên tục từ khoảng từ 6 đến 8 tiếng. Đấy, 6 đến 8 tiếng thì anh em khi lấy về thì anh em có thể xoáy cái nắp này ra. Đấy, anh em cho pin vào, xoáy pin vào cho em như thế này. Đấy, xoáy pin vào là anh em có thể sử dụng thôi. Đấy, xoáy pin vào là anh em có thể sử dụng. Thì khi anh em đây là nút tắt bật nhá. Và đây là màn hình để có thể hiển thị. Đấy, hiển thị phần trăm pin này. Đấy, sáng cực kỳ luôn anh em ạ, sáng cực kỳ. Và anh em có thể điều chỉnh cái pha sáng. Đấy, điều chỉnh cái pha đèn ở đây anh em nhá. Đấy, điều chỉnh anh em điều chỉnh ở đây cho em, to nhỏ điều chỉnh ở đây cho anh em. Hàng này thì cực kỳ chất lượng rồi anh em yên tâm. Đấy, phần bên này thì sẽ là cái cáp sạc. Đấy, cáp sạc thì anh em sử dụng hết pin anh em cắm sạc vào cho anh em này. Đấy, đi kèm thêm một dây sạc anh em có thể cắm vào cái chân USB của anh em này. Anh em cắm sạc vào đây. Và khi anh em cần thiết thì anh em có thể sử dụng như một cái cục sạc dự phòng. Đấy, anh em cắm cái dây sạc vào đây là anh em có thể sạc cho những cái thiết bị điện thoại của anh em. Đấy, khi cần thiết. Đấy, như một cái cục sạc dự phòng luôn. Nhưng em sẽ test luôn trong bóng tối để anh em có thể quan sát này. Đấy, anh em có thể thấy nó sáng không? Sáng cực kỳ sáng luôn, cái dòng này sáng cực kỳ luôn. Đấy, anh em có thể điều chỉnh pha ở đây nhá. Và có sẽ rất là nhiều chế độ sáng cho anh em. Sáng mạnh này, sáng vừa này và sáng yếu. Và sẽ có hai cấp độ nháy cho anh em nhá. Đấy, cấp độ nháy nhanh này, cấp độ nháy chậm như thế này nhá. Đấy.
Và đây là mã sản phẩm của nó nhé. Thì anh em nào cần cái mã đèn pin Sony này thì có thể lên mã giúp em là đèn pin đây, đợi em chút này. Đèn pin Sony loại lớn nhé. Đấy, đèn Sony lớn. Tại vì nó đèn Sony này có hai mã anh em nhé. Anh em lên mã chính xác cho em. Đèn Sony lớn này thì em báo giá luôn cho anh em là giá sẽ là 300k và em đã bao gồm phí ship rồi. Thì anh em nào cần cái mã sản phẩm này thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi sang phần bên này lên cho anh em một cái mẫu đèn pin cầm tay cực kỳ luôn, nhỏ gọn luôn anh em thì quan sát này. Đấy, bỏ gọn trong lòng bàn tay như thế này thôi nhưng mà nhỏ này nó có võ anh em nhá. Nhỏ như này mà có võ. Đây, đi kèm thêm cho anh em mình là một cáp sạc. Đấy, một cáp sạc, một túi đựng như thế này và một cục pin. Đấy, một cục pin. Dung tích dung lượng của nó sẽ là 1500 mAh nhá. Đấy, đây là mã pin của nó này, pin 4,2V. Thì anh em sử dụng khi anh em về anh em lắp cho em. Đấy, tháo xoáy cho em lắp ra này. Và anh em lắp vào, đấy, lắp vào này là anh em có thể sử dụng luôn. Dòng này thì anh em có thể sử dụng liên tục trong khoảng từ 4 đến 5 tiếng nhá. Đấy, một lần sạc anh em có thể sử dụng từ 4 đến 5 tiếng thoải mái cho em. Đấy, đèn pin Sony, đến từ thương hiệu Sony, hàng thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Vỏ ngoài được thiết kế là hợp kim nhôm nhá. Đấy, cầm cực kỳ chắc tay luôn. Phần bên dưới này, đấy, phần bên dưới này thì sẽ có cái hít nam châm để anh em có thể kẹp vào những cái thanh kim loại. Phần bên này thì sẽ anh em có thể dắt vào cặp quần này. Và bên này sẽ là khi anh em sử dụng hết pin anh em sạc vào cho em như này nhá. Đi kèm thêm cho mình là một dây sạc. Anh em có thể về cắm vào chân USB. Đấy, ổ sạc điện thoại của anh em. Đây, ba cái mắt LED cực kỳ siêu sáng luôn. Ba mắt LED này sáng cực kỳ luôn. Anh em thể quan sát này. Tuy nó nhỏ thôi nhưng mà cái độ sáng của nó cực kỳ lớn anh em nhá. Đấy, độ sáng cực kỳ lớn. Đấy, anh em thể quan sát nhá. Đấy, đèn pin rất nhỏ nhưng mà cái độ sáng của nó thì cực kỳ là lớn luôn. Sẽ có nhiều chế độ cho anh em này, sáng mạnh này, sáng vừa này và sáng yếu anh em nhé. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Con này thì sáng thì cực kỳ rồi, anh em có thể thấy này, quan sát này, sáng ơi là sáng luôn. Đấy. Rồi anh em nào cần cái mã đèn cầm tay mini này thì anh em lên mã giúp em là đèn Sony mini nhá. Giá sẽ là 150.000, em báo giá luôn là 150.000. Tại vì cái đèn Sony này thì sẽ có hai mã nên anh em lên mã chi tiết cho em này ấy, chính xác cho em thì em mới nhặt hàng đúng được anh em nhé. Đấy, đèn pin Sony giá là đèn Sony mini giá là 150.000. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi tiếp theo sang phần bên này thì lên cho anh em một cái bộ điều khiển từ xa này. Với cái dòng sản phẩm này thì anh em có thể biến những cái thiết bị điện trong gia đình anh em thành một thiết bị thông minh này. Đấy, anh em có thể mua về lắp cho bóng điện này, đấy, bóng điện, quạt hoặc là máy bơm nước, đấy, tùy anh em sử dụng như nào thì anh em lắp vào. Dòng này thì có thể điều khiển xa từ khoảng 2 đến 300 mét, đấy, nếu mà môi trường thông thoáng, còn nếu mà môi trường có những vật cản thì nó chỉ được khoảng 100 mét thôi. Phần bên trong này sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cho anh em, cũng như sách học lệnh các thứ rất là đầy đủ cho anh em. Anh em về có vấn đề gì anh em sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Bộ sẽ bao gồm một điều khiển và một remote nhé. Đấy, một remote. Thì với cái dòng sản phẩm này thì anh em rất là nhiều anh em mua về để lắp vào những cái bóng đèn đường này hoặc là sân vườn này. Và đặc biệt là anh em hay lắp vào máy bơm. Đấy, máy bơm thì thuận tiện anh em đỡ phải đi cắm máy bơm các thứ. Anh em chỉ cần bấm remote on off như thế này thôi. Đấy, về cách sử dụng lắp đặt thì rất là dễ. Đấy, rất là dễ. Đây, em có thể cho anh em theo dõi này. Thì chân 1-2 nhá. Đấy, chân 1-2 bên này. Đấy, nó sẽ có thứ tự 1-2-3-4. 1-2 anh em sẽ cấp nguồn điện này. Đấy, cấp nguồn điện. Còn 3-4 anh em cho ra thiết bị. Đấy, anh em muốn lắp thiết bị nào thì anh em cho ra thiết bị và anh em cấp nguồn vào thôi. Sử dụng nguồn điện 220V nhá. Đấy, sử dụng nguồn điện lưới 220V đều được. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, em sẽ cho anh em xem lắp vào máy bơm này. Đây anh em nhé, nhà em cũng đang sử dụng cái bộ điều khiển này lắp cho máy bơm này. Đấy, sử dụng được hơn 1 năm nay rồi chưa có vấn đề gì. Rất là tiện này. Đấy, anh em lắp vào máy bơm này, thứ nhất anh em ra vườn ấy, anh em cầm vòi lại anh em bấm cái này là nó sẽ bật và tắt thôi. Anh em đỡ mất công phải đi lại tắt bật ở những cái rắc cắm ở máy bơm nữa, rất là tiện anh em nhé. Anh em sử dụng cho anh em tắt đi này, cực kỳ tiện đúng không anh em? Rồi anh em nào quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì anh em lên mã cho em là cái bộ điều khiển nhá. Đấy, bộ điều khiển từ xa này. Giá dòng sản phẩm này sẽ là 120.000 nhá. Đấy, 120.000 và anh em mua hai bộ thì sẽ được bao phí ship nhá. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi tiếp theo sang phần bên này thì hôm nay về được rất là nhiều cái dòng
đuôi đèn cảm ứng này, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn, đuôi đèn cảm ứng. Đấy, chọn bộ này sẽ bao gồm cho anh em thêm là cái tắc kê để anh em có về thể về về lắp ở trong nhà này. Dòng này thì sử dụng nguồn điện là 220V nhá. Đấy, chế độ hoạt động ấy, đấy, nguyên lý hoạt động của nó rất là đơn giản. Đây nó sẽ có cái mắt thần ở đây, khi có chuyển động, đấy, chuyển động qua mắt thần này là đèn sẽ tự động, đấy, đèn sẽ tự động sáng nhá. Đấy, đèn sẽ tự động sáng. Phần bên này, bên hông này thì anh em có thể điều chỉnh này. Đấy, thứ nhất là thời gian này, thời gian khi mà đèn sáng này 16 giây, 32 giây và 262 giây. Còn phần bên trên này thì anh em có thể điều chỉnh này. Thứ nhất là ban ngày này, đấy là ban ngày chỉ có ban ngày nó sáng. Thứ hai là chỉ có ban đêm nó mới hoạt động. Còn anh em gạt xuống, đấy, gạt xuống bên dưới nó cuối cùng là on day này này, là sẽ hoạt động cả buổi sáng cả buổi tối nhá. Các anh em cứ có chuyển động qua là nó sẽ tự động nó phát sáng thôi. Đấy, sử dụng rất là đơn giản. Thì anh em báo giá luôn cho anh em này. Cái đuôi đèn cảm ứng này anh em lên mã cho em là đuôi đèn cảm ứng giá chỉ có 60.000 thôi em nhé. Giá chỉ có 60k thôi này. Sang phần bên này lên cho anh em một cái mẫu đèn măng sông này, rất là thuận tiện cho anh em mua về để co trang trí hoặc có thể anh em sử dụng cực kỳ đa năng nhá. Đấy, dòng này thì chiều cao của nó khoảng 20cm này, thiết kế theo phong cách của cổ điển nhá. Đến từ thị trường của Nhật này, Mỹ, Japan cho anh em như thế này. Đây là cái núm điều chỉnh độ sáng này. Đấy. Và dung lượng pin, đấy, sử dụng pin sạc em nhá. Đấy, pin sạc thì anh em sử dụng hết, anh em cắm sạc vào, anh em sạc vào là anh em có thể sử dụng thôi. Đấy, thiết kế ba cái thanh LED. Đấy, ba cái thanh LED ba hướng như này. Thì khi anh em sạc đầy cái dòng sản phẩm này thì anh em có thể sử dụng trong vòng khoảng từ 4 đến 5 tiếng thoải mái cho em nhá. Và cái độ phủ của một cái đèn này thì khoảng 50m² này. Đấy, khoảng 50m². Đây là nút điều chỉnh, thì anh em có thể điều chỉnh mức to nhỏ độ sáng ở đây nhá. Đấy, độ sáng ở đây. Đấy, thiết kế vỏ ngoài là thiết kế vỏ kim loại nhá. Đấy, vỏ kim loại cực kỳ chắc chắn cho anh em bên này. Anh em mua về có thể mua về làm deco trang trí này, hoặc anh em có thể sử dụng khi anh em đi câu này, đấy, đi cắm trại các thứ, hoặc là sử dụng khi anh em bị mất điện nhá. Đấy, cực kỳ đa năng cho anh em như thế này. Và đi kèm thêm cho anh em mình là một cáp sạc như thế này. Đấy, một cáp sạc thì anh em có về về cắm vào cái chân USB, đấy, chân sạc điện thoại của anh em là anh em nạp vào thôi. Đây là cái đầu sạc. Thì anh em nào quan tâm đến cái dòng này thì lên cho em là đèn măng sông này. Mã là đèn măng sông, em báo giá luôn, giá là 150.000 nhá. Đấy, 150.000. Đây là hộp của nó này. Đấy, hộp của nó này, anh em đi cắm trại rất là thích luôn. Đấy, cắm trại rất là thích nhá. Thì anh em nào cần cái mã này thì có thể liên hệ em ai này. Ok anh em, sang phần bên này thì hôm nay bên shop về được một cái lô bình giữ nhiệt nhá. Dung tích này, dòng này sẽ là 1 lít, đến từ thương hiệu của Yoshiroshi này, đến từ thị trường của Nhật Bản, Mỹ, Japan cho anh em như thế này. Dung tích 1 lít này, vỏ bên ngoài đã được sơn một lớp sơn tĩnh điện nhá. Đấy, đen nhám cực kỳ đẹp cho anh em như thế này. Và dòng này rất là thuận tiện cho anh em mang đi mang lại này, hoặc là anh em có thể mua về cho các bé mang đi học rất là tiện, hoặc anh em mang đi thể dục thể thao này. Nút bấm mở nó sẽ ở đây anh em nhé. Đấy, và khi anh em di chuyển thì anh em gạt cho em cái nút này lên, thì khi có cái gì tác động lên đây, đấy, chẳng may cái gì tác động lên đây thì sẽ không bao giờ mở nắp ra. Đấy, không bao giờ mở nắp ra. Và bên trong này thì sẽ có thêm cho anh em là một cái đầu mút. Đấy, một cái đầu ống hút, và anh em có thể uống nước trực tiếp ở trong phần này cũng được. Và thiết kế này, đấy, có gioăng cao su nhá, nên là rất là kín. Chẳng may khi anh em, đấy, khi anh em đựng nước bên trong đây, một cái bình này thì em đã lấy nước sẵn như thế này rồi. Đấy, lấy nước sẵn như thế này. Và khi anh em đóng kín nhá, đấy, anh em xoáy kín cho em như thế này. Xoáy kín như thế này, kể cả anh em mang đi mang lại, đấy, nước không bao giờ bị rò rỉ ra. Đấy, anh em phải quan sát này, nước không bao giờ bị rò rỉ ra nhá. Đấy, cái này là do em rót thôi, cái bên này do em rót, nên là rất là thuận tiện anh em mang đi thể dục thể thao nhá. Anh em có chạy nhảy không bao giờ nước rò rỉ ra. Đấy, rất là thuận tiện cho anh em này. Và chất liệu của dòng sản phẩm này là inox 316 nhá. Đấy, được hút chân không rồi, là và cách nhiệt giữ nhiệt cho anh em cực kỳ tốt, giữ lạnh giữ nóng đều được anh em nhá. Thì dòng này có thể giữ nhiệt giữ nóng khoảng từ 10 đến 12 tiếng thoải mái cho em. Thế anh em nào quan tâm đến cái mẫu dòng sản phẩm này thì có thể lên mã cho em là bình giữ nhiệt 1 lít. Đấy, bình giữ nhiệt 1 lít giá sẽ là 200.000 và em bao phí ship nhá. Anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi sang phần bên này thì lên cho anh em một số mã cái bao đựng thuốc nhá. Đấy, đầu tiên lên cho anh em mình là mã bao đựng thuốc nhựa trong này. Hàng này thì nó sẽ có đèn nhấp nháy nhá, rất là đẹp mắt cho anh em như thế này. Kích thước thì vừa luôn cho anh em là một bao thuốc như thế này, vừa luôn cho anh em bao thuốc. Và phần bên trên này, đấy, sẽ có một cái bật lửa. Đấy, anh em không cần phải mang hộp quẹt, mang bật lửa đi nữa
ở đây nó sẽ trang bị đầy đủ cho anh em rồi. Và cái dòng này sử dụng pin sạc nhá. Khi anh em hết pin anh em nó sẽ đi kèm thêm cho em mình là một cáp sạc như này. Thì anh em cắm vào đây anh em sạc điện vào. Đấy, cắm vào đây sạc điện là anh em mang đi về sử dụng. Đấy. Thứ nhất là rất là đẹp mắt này. Đấy. À, dòng này thì được làm bằng nhựa nhá. Đấy, nhựa trong suốt như thế này. Thì anh em nào thích cái mã này thì lên mã giúp em là bao nhựa, bao thuốc này. Đấy, bao thuốc trong nhá. Báo giá luôn cho anh em cái mã trong này là 60.000 một hộp này, 60.000 một hộp. Còn anh em nào thích cái dòng mà nó đơn giản hơn, không thích màu mè thì sẽ có một cái loại nhựa carbon này. Đấy, nhựa carbon. Thì dòng này thì nó sẽ không có đèn nhấp nháy nhưng mà thiết kế nó sẽ dày dẫn hơn. Đấy, dày dẫn hơn và nhìn trông nó đơn giản, tối giản hơn nhưng mà vẫn là rất là lịch sự nhá. Và cũng có bật lửa ở đây cho anh em. Đấy, cũng có bật lửa phần này cho anh em và sẽ đi kèm, cũng đi kèm cho anh em mình là một cáp sạc. Đấy, một cáp sạc anh em cắm vào khi anh em hết pin anh em cắm vào. Sạc chủ yếu để sạc cho cái bật lửa này thôi anh em ạ. Đấy, sạc cho bật lửa này thôi. Và anh em đi dưới giùm em này, khi đi hàng ấy nó sẽ còn một cái lớp siêu này. Đấy, thì anh em về anh em bóc ra thì nó sẽ đẹp như thế này. Tại vì khi trong quá trình vận chuyển thì em để sẽ siêu, nhỡ nó chảy xước thì nó sẽ không chảy xước ở bên trong. Đấy, chỉ sẽ chảy xước cái siêu ấy thôi. Thì em báo giá luôn cho anh em lên mã cho em là bao thuốc xám này. Đấy, bao thuốc xám giá là 90.000. Còn bao thuốc trong này, đấy, trong suốt này, đèn nháy này là khoảng 60.000 nhá. Đấy, 60.000 và 90.000. Anh em là cần cái mã nào thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi ok anh em, sáng phần bên này thì lên cho anh em một cái mẫu xả ắc quy mới nhất á, mới nhất trên thị trường này, đến từ thương hiệu của Bolime này. Dòng này thì anh em có thể sạc cho bình từ 12V đến bình 24V đều được nhá. Và công suất sạc của nó có thể sạc được cho bình từ 3Ah đến mắc của nó là 200Ah. Dòng này thì cực kỳ thông minh rồi. Đấy, cực kỳ thông minh. Chức năng đầu tiên giới thiệu đến anh em là chức năng Auto Volt nhá. Auto Volt là nó có thể sạc được cho bình 12 cũng như bình 24, nó sẽ tự động nhận biết bình. Ví dụ em đang là cái bình 12V, em đang cắm cái bình 12V thì khi anh em cắm đèn 12V sẽ sáng. Nhưng mà ví dụ anh em có cái bình 24V anh em cắm vào thì nó sẽ, cái đèn báo này nó sẽ sáng ở bình 24V nhá. Và chức năng tiếp theo là chức năng Auto Volt. Đấy, Auto Volt là có nghĩa là khi anh em cắm vào bình lớn, bình nhỏ thì cái sạc này nó sẽ tự động, nó sẽ điều chỉnh cái cường độ hoạt động của nó để sạc cho phù hợp cho từng loại bình khác nhau. Đấy, rất là hay như thế. Và phần bên này thì sẽ có là cái màn hình LED để hiển thị cái phần trăm pin này. Đấy, phần trăm pin. Và cái chức năng tiếp theo ở cái bộ xả ắc quy này thì nó sẽ tự ngắt khi đầy em nhá. Nên là anh em yên tâm, khi anh em cắm qua đêm hay là cắm đầy thì anh em sợ là cắm vào nó vẫn nạp vào ắc quy thì nó sẽ phồng ắc quy của anh em. Dòng này khi đã đầy nó sẽ tự động nó ngắt. Đấy, tự động nó ngắt. Phần này là cái phần đèn báo anh em nhá. Đấy, đèn báo. Và cái chức năng cuối cùng, đấy, chức năng cuối cùng của cái dòng này thì nó sẽ chống ngược cực cho anh em này. Ví dụ em đang kết nối đúng nhá, bình thường như thế này. Em sẽ test luôn cho anh em để anh em xem được cái chức năng chống ngược cực này. Đấy, em sẽ đảo bên này này. Xả ắc quy sẽ không có vấn đề gì xảy ra nhá. Nó sẽ ngắt ngay dòng điện. Đấy, ngắt ngay dòng điện và cái đèn báo hoạt động này sẽ tắt luôn, là cái ắc quy của mình nó sẽ tắt luôn anh em nhé. Đấy, là nên là anh em chỉ cần việc đổi đầu là xong. Đấy, ví dụ anh em có cắm nhầm thì anh em không sao, không cần phải lo là bị cháy cái sạc hay là bị hỏng bình. Rất là thông minh cho anh em. Và cái dòng này anh em lưu ý này, cái công tắc này anh em này thì quan sát này, nó sẽ có một cái hình ô tô và một cái hình xe máy. Thì nếu mà cái bình của anh em, đấy, bình của anh em dưới 20Ah nhá. Đấy, thì anh em chuyển sang cái hình xe máy này. Còn bình của anh em to trên 20Ah, trên 20Ah thì anh em chuyển cho em sang cái hình ô tô này. Đấy, để cho sạc cho những cái bình loại lớn nha anh em nhá. Và cái thời gian ước tính khi sạc đầy bình này, với những bình từ 20Ah trở xuống là nó sẽ khoảng 3 giờ nó sẽ đầy anh em nhá. Đấy, 45Ah là 5 giờ này, 60 là 6 giờ, 80 là 7 giờ này. Đây anh em thì quan sát này. Và cái bình lớn nhất là 200 thì nó sạc khoảng 15 giờ là đầy anh em nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Vỏ ngoài là vỏ ngoài kim loại anh em nhá. Đấy, vỏ ngoài kim loại, bên trong là sẽ có cái mạch điện tử. Đấy, mạch điện tử nên là rất hiện đại cho anh em. Thì anh em nào quan tâm đến cái mẫu này ấy thì anh em lên mã cho em. Đấy, lên mã cho em là sạc ắc sạc 12-24 lớn nhá. Giá của dòng sản phẩm này sẽ là 400.000. Đấy, 400.000 và em bao phí ship thôi. Đấy, vỏ ngoài nó sẽ như thế này. Hàng đi nguyên hộp cho anh em như thế này. Đây, anh em người quan sát này.
dòng điện vào anh em có thể dùng dòng điện từ 100 đến 200V nhá. Này anh em sử dụng điện lưới của mình thoải mái. Đấy, sạc cho bình từ 3 đến 200Ah này. Và công suất hoạt động khi sạc hoạt động là từ 0 đến 15. Đấy, nó sẽ tự điều chỉnh. Đấy, dạng auto vôn rất là hay anh em nhá. Thế nhưng nào cần cái loại này thì có thể là lên mã giúp em nhá. Lên mã sạc 12-24 lớn này, giá là 400.000 em bao ship này. Rồi, sản phẩm tiếp theo lên cho anh em là một cái dòng sạc ắc quy cực kỳ thông minh đến từ nhà của nhà Fosot này. Đấy, Fosot nhá. Đấy, dòng này cực kỳ thông minh này, có chức năng tự ngắt khi đầy cho anh em này, chống ngược cực này. Đấy, và có chức năng khử xung phát. Và dòng này là dòng auto vôn nhá. Anh em từ bình lớn, bình nhỏ anh em cứ cắm vào, bình sẽ tự nhận biết và anh em sẽ chọn chế độ sạc phù hợp cho anh em. Đây, công suất thông số kỹ thuật đây nhá. Thương hiệu Fosot, điện vào từ 100 đến 240V này. Đấy. Công suất của nó là 130W, có thể sạc cho mình từ 6Ah đến max của nó là 150Ah. Hàng này là hàng công ty. Đấy, công xưởng của nó được sản xuất bên Trung, đây là Made in China. Nhưng mà hàng này hàng công ty Fosot. Đấy, hàng chính ngạch, anh em yên tâm về chất lượng. Ở bên hông này thì sẽ có một cái quạt. Đấy, một cái quạt cho anh em có thể tản nhiệt khi anh em sử dụng. Có màn hình LED hiển thị nhiệt độ này, cái nhiệt độ này, dòng điện này và vôn đây nhá. Đấy, rất là đa năng cho anh em, cực kỳ ngon luôn. Dòng này em sẽ test luôn chức năng khử xung phát đấy. Ví dụ đây em đang kết nối bình thường, sạc đang sạc bình thường như thế này đâu, đúng không? Ví dụ anh em có lỡ một ngày anh em mà bị cắm ngược cực ấy, đấy, đáng chí cắm ngược cực ấy, ngay lập tức nhá. Đấy, anh em thì quan sát ngay lập tức là sẽ quy sẽ báo lỗi cho anh em. Đấy, anh em chỉ cần là anh em đảo chiều lại. Đấy, đảo chiều lại là nó lại sẽ hoạt động bình thường. Đấy, hoạt động bình thường luôn. Và chức năng cuối cùng là chức năng khử xung phát. Thì để sử dụng chức năng này thì anh em chọn cho em cái chức năng cuối cùng này. Đấy, chữ CLE này, khi nó hiện lên chữ PUL. Đấy, PUL là anh em đang sạc ở chế độ khử xung phát. Chế độ khử xung phát là có những cái tia những cái đầu này này, thường thường ắc quy của anh em sẽ có những cái tia trắng trắng ấy, nó là khử xung phát ấy. Đấy, là chất khử xung phát ấy. Thì tầm 1 đến 2 tháng anh em khử xung phát cho em một lần để bảo dưỡng cho bình của mình nhá. Đấy, thì anh em nào cần cái dòng sạc ắc quy 1224 này, anh em lên mã giúp em này, là sạc 12-24 giá là 350.000 và em bao gồm phí ship rồi anh em nhé. Đấy, bao gồm phí ship rồi, anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi bên này thì em có một cái mẫu ắc quy nhỏ hơn, dòng này thì chuyên dụng cho dòng 12V anh em nhé. Đấy, chuyên dụng cho dòng 12V, cũng đến từ thương hiệu của Fosot thôi. Fosot thì dòng này có thể sạc được cho anh em bình đây để em có thể sạc được cho anh em từ bình 4Ah. Đây, anh em thấy quan sát này. Từ 4Ah đến max volume của nó là 100Ah. Đấy, hàng chuyên dụng cho 12V. Đây, 4Ah đến 100Ah nhá. Thì chức năng các thứ cũng giống con 12-24 thôi. Cũng có chức năng tự ngắt khi đầy này, khử xung phát và chống ngược cực cho anh em. Đấy, và dòng này anh em lưu ý giúp em, dòng này nếu anh em sạc bình thường, anh em kết nối, anh em cắm điện vào là nó sẽ tự động sạc. Còn anh em muốn chuyển qua chế độ khử xung phát thì anh em ấn nút này cho em. Đấy, ấn nút này là sẽ ngay lập tức sẽ chuyển sang chế độ khử xung phát nhá. Đấy, sử dụng cực kỳ đơn giản. Anh em nào cần cái giờ mẫu dòng 12V, anh em lên cho em là sạc ắc quy 12V giá là 250.000 em bao phí ship nhá. Thì anh em nào cần cái dòng nào thì anh em thể lên mã giúp em này. Cho anh em một cái dòng sản phẩm rất là phù hợp cho anh em nào hay đi rừng này, đi phượt này, hoặc là anh em hay làm vườn ở nhà. Đấy, lên cho anh em một cái bộ cuốc xẻng mini nhá. Đấy, cuốc xẻng mini anh em có thể tháo rời như thế này. Đấy, tháo rời như thế này rất là tiện cho anh em mang đi mang lại. Tháo rời thì anh em có thể đựng trong cái vỏ hộp này. Đấy, đi kèm thêm cho anh em mình là một hộp, nên là khi anh em không sử dụng, anh em tháo ra thì anh em bỏ vào như thế này rất là tiện. Tháo ra tháo vô cực kỳ tiện rồi. Dòng này cực kỳ đa năng cho anh em. Anh em có thể vừa làm cái xẻng này, khi anh em lắp như này thì nó sẽ là cái xẻng. Còn khi anh em muốn làm cái cuốc ấy, anh em xoáy cho em cái ốc như này. Đấy, gập, anh em gập vô, gập xuống như này, gập xuống này, không anh em xoáy trẻ cho em cái ốc như này là nó sẽ thành như một cây cuốc nhá. Đấy, sẽ thành như một cây cuốc. Hàng này thì đến từ thị trường của Mỹ này, Made in USA như này. Đấy, Made in USA. Đây, anh em thử quan sát này, Made in USA. Phần bên trên này, đấy, đầu cán này sẽ có một cây la bàn. Đấy, bảo sao em nói là rất phù hợp cho anh em hay đi rừng đi phượt. Đấy, đi rừng đi phượt hoặc anh em đi câu cá các thứ rất là tiện. Dòng này mini thôi. Đây, kích thước nhá, em đo kích thước chính xác cho anh em dễ nắp bắt, không à
khi hàng đến anh em lại bảo là nhỏ quá nào thì đến lúc đấy lại khó nói chuyện anh em ạ. Đây, kích thước chuẩn của nó là chiều dài của nó là khoảng 41cm này, 41cm. Đây, mặt xẻng sẽ là 10 phân nhá, mặt xẻng 10 phân. Đấy, ngoài ra phần bên trên này sẽ có một cái lưỡi cưa này. Đấy, lưỡi cưa thì anh em có thể cưa cây, cưa đi rừng, cưa dây các thứ này. Phần bên trên này sẽ có một cái cui nắp bia này. Cui nắp bia cực kỳ đa năng, cực kỳ tiện lợi. Anh em có thể mua về sử dụng làm vườn trong gia đình cũng được, cũng rất là ok nhá. Thì em lên mã giúp em là cuốc xẻng mini này. Đấy, dòng cuốc xẻng mini này em báo giá luôn cho anh em là 150.000. Đấy, 150.000. Và hình thức mua hàng của bên em thì cực kỳ đơn giản, anh em cũng rất là quen thuộc rồi. Thì anh em nào cần cái mẫu nào thì có thể liên hệ em qua số hotline em ghi ở trên màn hình này, hoặc có thể kết nối Zalo để em có thể gửi hình ảnh cũng như là video cũng như là tư vấn trực tiếp cho anh em. Đấy, mua hàng bên em thì anh em bên em ship code toàn quốc này, anh em nhận hàng này, kiểm tra hàng ứng ý như video em trên nói trên video thì anh em nhận, còn không anh em cứ cho quay đầu về mà không mất thêm cái phí gì anh em nhé. Đấy, nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái. Và hóa đơn từ 200.000. Đấy, hóa đơn từ 200.000 em sẽ bao phí ship. 200.000 em bao phí ship. Đấy, thì anh em nào cần cái mẫu cuốc xẻng này thì anh em thể lên mã cho em. Đấy, alo luôn cho anh em cuốc xẻng mini giá là 150.000 em bao 150.000 anh nhá. 150.000 ok anh em này. Rồi sang phần bên này thì lên thanh lý cho anh em một cái mẫu cắt cành rất là chất lượng. Đấy, dòng này rất là chất lượng thì nó chỉ bị rỉ một chút thôi. Đấy, trước khi đi thì bên em sẽ đánh rỉ cho anh em, nhưng mà nó sẽ vẫn không thể đánh hết được thì nó vẫn sẽ có còn vết anh em nhá. Đấy, thiết kế sống lưng khá là dày dẫn, chất thép SK5 nhá. Đấy, chất thép SK5 made in Japan cho anh em này. Đấy, hàng thì nó hơi bị rỉ chút này thì trước khi đi bên em sẽ đánh rỉ cho anh em nhá. Đấy, rất là dày dẫn cho anh em này. Và đi kèm thêm cho anh em mình là một lò xo như thế này nhá. Hôm nay lên thanh lý cho em. Đấy, lên thanh lý cho anh em lên mã cho em là kéo cành hộp nhá. Đấy, kéo hộp này. Kéo cành hộp. Giá hôm nay giá rất là tốt cho anh em, giá chỉ có 50k thôi. Đấy, kéo cành hộp 50k thanh lý cho anh em nhá. Đấy, con này thì nó hơi bị rỉ sét một chút nhưng mà chất thép của nó còn rất là tốt. Đấy, chất thép của nó còn rất là tốt, rất là dày dặn anh em về cắt cành các thứ thoải mái cho em luôn. Đấy, sống lưng rất là dày dặn cho anh em như thế này. Thì em nào cần cái mã này thì có thể liên hệ em nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay em lên cho anh em là một cái bộ dao ghép cành đa năng nhá. Đấy, dòng này thì cực kỳ đa năng. Một bộ sẽ bao gồm cho anh em là một kéo ghép cành này, và hai đầu lưỡi thay thế, và một cái đế như thế này. Con này thì cực kỳ đa năng, thì sẽ có một cái lưỡi đây anh em mở ra anh em gạt xuống cho em như thế này nhá. Có lò xo trợ lực cho anh em này. Đấy, lò xo trợ lực, và dòng này là cũng chống han rỉ cho anh em nhá. Đấy, chống han rỉ cho anh em. Phần bên trên này sẽ là một cái lưỡi cắt này. Đấy, anh em cắt cành, cắt cây. Còn phần bên dưới này, đấy, phần bên dưới này nó sẽ là những cái đầu để anh em bấm ghép cành này. Thì đây em sẽ cho anh em xem cái video em hướng dẫn cho anh em cách sử dụng kéo này như sau. Đấy, ví dụ đây là cái cành cây bưởi cổ thụ các bác. Các bác cắt lấy một cái mối ghép. Đấy. Các bác cắt bỏ cái cành này đi. Giả dụ đây là cái cành bưởi ngon các bác mua hay là xin được, các bác cắt tỉa đi, cắt tỉa nó ngắn đi một chút này. Rồi các bác cũng cắt tương tự đấy. Rồi các bác ghép cái mối cành bưởi này, cái cành bưởi ngon vào cái mối ghép đấy. Các bác nhìn cái độ khít của cái mối khít em vừa cắt này, độ khít rất là cao. Rồi các bác quấn vào thôi, quấn một vòng bỏ tay ra nó đã không rơi rồi. Các bác nhìn cái mối cắt ghép của kéo bên em nó có đẹp không ạ? Và trong video ngày hôm nay nhá, khi anh em mua một cái bộ ghép cành này thì bên shop sẽ hỗ trợ tặng kèm thêm cho anh em mình là một cuộn ni lông để anh em sử dụng, anh em quấn vào khi anh em ghép cành nhá. Thế anh em nào quan tâm đến cái mã này thì lên mã cho em là kéo ghép cành này, giá sẽ là 150.000. Đấy, 150.000 cho một kéo ghép cành và một bộ ghép cành, và tặng thêm cho anh em mình là một cuộn ni lông như thế này nữa nhá. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ em ngay này. Rồi tiếp theo sang phần bên này lên thanh lý cho anh em. Lên thanh lý cho anh em một cái mẫu kéo cành đến từ thương hiệu đến từ thị trường của Nhật Bản anh em nhé. Đấy, made in Japan cho anh em, anh em thì quan sát này. Made in Japan cho anh em như thế này. Cây kéo cành này sẽ đi kèm thêm cho anh em mình là một cái lò xo nhá. Hôm nay thanh lý cho anh em cái giá cực kỳ tốt, em báo giá trước cho anh em này. Thanh lý cho anh em cái giá cực kỳ tốt, anh em lên mã cho em là kéo cành này. Kéo cành trắng đỏ đi. Kéo cành trắng đỏ. Giá hôm nay giá chỉ còn 50k. Đấy, thanh lý cho anh em 50k một chiếc nhá. 50k một chiếc. Bình thường anh em ra ngoài cửa tiệm mua một cây kéo cành này ít nhất giá là từ 80.000 đến 100.000 một cái. Đấy, có lò xo trợ lực như thế này. Lò xo trợ lực cắt cành cực kỳ ngọt cho anh em luôn. Lên thanh lý cho anh em nhá. Tại vì hàng nó còn ít thôi, anh em lên thanh lý cho anh em. Anh em nào cần thì lên mã cho em là kéo cành trắng đỏ, giá là 50.000. Ok chưa anh em?
Rồi sang phần bên này thì shop hôm nay về được một số cái mẫu cái giá đỡ máy cắt này. Đấy, giá đỡ máy cắt thì anh em sử dụng cái dòng này, thứ nhất là bảo vệ cho anh em rất là nhiều. Đấy, bảo vệ cho anh em. Và thứ hai là khi anh em thao tác đường dài ấy, đấy, thao tác đường dài nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, chất vật liệu sản xuất thì được làm bằng chất liệu kim loại anh em nhá. Đấy, kim loại được sơn lớp sơn tĩnh điện như này rồi. Thế anh em nào cần cái mẫu này thì anh em lên cho em mã cho em là giá đỡ máy cắt này. Đấy, giá đỡ máy cắt giá là 50.000. Đấy, 50.000. Sang phần bên này thì có một số cái bộ mũi khoan tháp này. Đấy, thanh lý cho anh em. Mũi khoan tháp bao gồm cho anh em là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoét. Đấy, 3 mũi khoét, 3 mũi taro nha anh em nhá. Thì dòng này thì anh em lên mã cho em bộ mũi khoan tháp này. Giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 mà có tới 6 mũi anh em ạ. Đây, chất thép và chất thép HSS. Đấy, chịu lực, chịu nhiệt cực kỳ tốt cho anh em luôn. Đấy, có thể khoan sắt này. Đấy, khoan nhôm, khoan nhựa, khoan gỗ đều được anh em ạ. Đấy, khoan sắt, khoan nhôm, khoan nhựa, khoan gỗ đều được. Em lên mã cho em là bộ khoan thép giá là 100.000 anh em nhá. Đấy, 100k. Rồi sang phần bên này thì bên shop đợt này về cho anh em được một số mẫu kìm điện này, đến từ thương hiệu của Fukuoka này, made in Japan cho anh em như thế này. Kìm này thì cực kỳ đa năng cho anh em. Thứ nhất là bên trên là sẽ có những cái đầu cắt, đầu uốn như kiểu kìm bình thường. Phần bên dưới này sẽ có một cái đầu ép cốt này. Đấy, đầu ép cốt. Và phần dưới cùng này thì sẽ có là những cái vị trí để cho anh em tuốt dây điện ở đây luôn. Đấy, tuốt dây điện ở đây luôn. Phần cuối cùng này thì sẽ có một cái lò xo trợ lực để anh em khi sử dụng thì nó sẽ đỡ mỏi tay hơn rất là nhiều anh em nhé. Chất thép và chất thép CRV này, CRV cực kỳ chắc chắn cho anh em. Kích thước của dòng sản phẩm này thì kích thước tiêu chuẩn thôi, khoảng 25cm em nhé. Thì sẽ có kìm cắt này, kìm bằng này, kìm đầu bằng này, kìm cắt và kìm nhọn như này. Thì thiết kế thì giống như nhau thôi. Đấy, nó chỉ khác có mỗi là kìm này kìm bằng này, kìm này chuyên cắt này, và kìm này là kìm mũi nhọn anh em nhé. Thì em báo giá luôn cho anh em, nếu mà anh em mua lẻ, đấy, lấy lẻ thì anh em lấy loại nào cũng được, anh em lấy kìm bằng, kìm cắt hoặc kìm tuốt được. Thì em báo giá luôn, giá sẽ là 150.000. Đấy, 150.000, 150.000 cho một chiếc, anh em lấy loại nào cũng được. Còn nếu mà anh em lấy đủ bộ, đấy, đủ bộ combo 3 kìm nhá, anh em lên mã cho em là bộ 3 kìm này. Bộ 3 sẽ bao gồm cho anh em mình là một kìm đầu bằng này, một kìm cắt và một kìm nhọn như thế này, thì giá sẽ là 400.000. Đấy, 400.000, và em bao phí ship thì anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn, lấy lẻ cũng được và lấy bộ cũng được anh em nhé. Rồi ok, tiếp theo lên cho anh em một cái mẫu bộ tô vít này. Đấy, dòng này thì cực kỳ đa năng. Với cái bộ này thì anh em có thể là tác vụ sửa chữa trong gia đình là gọi là hầu hết các tác vụ sửa chữa trong gia đình luôn. Rất là nhiều những cái đầu vít này. Đấy, cái đầu vít này, đầu sao này, đầu tam giác, đầu hai cạnh, đầu chữ Y, chữ U, rất là nhiều. Nói chung là rất là đầy đủ, rất là đầy đủ. Có những cái đầu vít mà anh em lần đầu tiên anh em được nhìn thấy luôn anh em nhá. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm cho anh em là 38 chi tiết anh em nhá. Đấy, 38 chi tiết. Đấy, rất là nhiều đầu vít. Phần bên dưới này sẽ là những cái đầu khẩu. Đấy, đầu khẩu thì nhỏ nhất, đầu khẩu nhỏ nhất là từ 5 ly nhá. Đấy, từ 5 ly này đến lớn nhất của nó là 14 ly nhá. Đấy, 14 mm thôi. Đấy, nhiều anh em mà cứ tưởng bộ này nó to, nhưng mà dòng này là dòng bộ mini thôi, sử dụng trong gia đình thôi, là đầu khẩu từ 5 đến 14 nhá. Đấy, 5 đến 14. Phần bên dưới này sẽ là hai cái tay cầm này, hai cái tay cầm đều có trợ lực nhá. Đấy, đều có trợ lực xoáy nhanh này, chế độ xoáy nhanh và chế độ đảo chiều anh em nhá. Đấy, đảo chiều này, đảo chiều. Còn cái cần này thì anh em có thể là có thể xoay cho anh 180 độ như thế này. Đấy, hàng của Made in Germany nhá, hàng bộ vít Đức này, Made in Germany cho anh em, đều có tích hợp chế độ xoáy nhanh và chế độ đảo chiều. Riêng tay cầm này thì sẽ có 3 nấc. Đấy, hai nấc ngoài cùng nó sẽ là đảo chiều hai bên, còn cái nấc ở giữa, anh em chỉnh cái nấc ở giữa là nó sẽ cứng ngắc. Đấy, cứng ngắc như một cái cây tô vít bình thường luôn. Đấy, như một cây tô vít bình thường. Và cái bộ này em rất là thích nhất ở của nó là ở cái tay thanh nối mềm này. Thanh nối mềm này đây anh em thì quan sát, em sẽ test luôn cho anh em này. Khi anh em bẻ cong như thế này, đấy, cho dù bẻ cong như thế này anh em quan sát không? Khi bẻ cong này, anh em xoáy này. Đấy, khi em xoáy nhá, nó vẫn xoáy như thế này. Thì với cái thanh nối mềm này thì anh em có thể dễ dàng luồn lách vào những cái vị trí khó mà cái tô vít anh em không thể luồn lách được. Đấy, hàng cực kỳ ngon đến từ thị trường của Đức anh em nhé. Anh em lên cho em là bộ vít Đức. Đấy, bộ vít Đức giá là 300k bao phí ship. Đây, nguyên hộp của nó sẽ như thế này. Đấy, bộ vít Đức giá là 300k bao phí ship nhá. Thì anh em mà cần thì có thể liên hệ em luôn này. Đấy, ngoài ra phần bên này sẽ có một cái thanh chuyển để anh em lắp đầu khẩu này, một cái thanh chữ Y này và một cái thanh nối dài như thế này nhá, được đựng trong cái hộp như thế này. Đấy, được đựng trong cái hộp như thế này thì anh em có thể là khi sử dụng xong anh em đóng vào cho em như này. Đấy, đóng vào cho em như này, sử dụng rất là ngon. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn nhá.
Rồi tiếp theo sang phần bên này thì lên cho anh em một cái mã cực kỳ đa năng này, kìm tuốt dây tự động nhá, kìm tuốt dây tự động đa năng đến từ thương hiệu của Kabushia Bank. Đấy, chất thép là chất thép CDV này. Dòng sản phẩm này thì có thể tuốt dây cho anh em từ 0.2 đến 6.0 mm nhá. Dòng sản phẩm này cực kỳ đa năng, anh em làm nghề nên có một cái dòng sản phẩm sẽ tiết kiệm cho anh em thời gian cũng là công sức làm việc của anh em rất là nhiều. Phần bên trên này sẽ là một phần đầu tuốt dây này, phần bên dưới này là đầu cắt dây. Đấy, cắt dây và phần bên cuối dưới cùng này là cái phần để anh em ép cốt nhá. Đấy, dòng này thì anh em có thể tuốt dây tự động, anh em cứ cho dây của anh em vào trong cái lỗ trong cái phần tuốt dây này sẽ tự động tuốt cho anh em từ dây một lõi, dây nhiều lõi, dây đơn, dây đôi đều được anh em nhé. Đấy, phần bên dưới này lưỡi cắt cũng cực kỳ sắc bén, anh em thấy này. Đấy, em cắt cái dây điện to luôn chứ đừng có nói dây điện nhỏ này, anh em thể thấy này, cắt cực kỳ ngọt cho anh em luôn. Đấy, anh em có thể điều chỉnh cái độ ngoạm của kìm ở phần bên trên này nhá. Đấy, điều chỉnh độ ngoạm của kìm trên phần bên trên này. Và dòng sản phẩm này rất là đặc biệt. Đấy, đặc biệt là khi anh em tuốt dây này, đấy, thì cái độ tuốt của nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến cái lõi đồng, anh em thể thấy này, không có một vết xước nào luôn anh em nhé. Đấy, tự động anh em có thể tuốt dây một lõi, dây nhiều lõi đều được. Đây em chập đôi vào luôn nhá, em chập đôi và em tuốt cho anh em có thể xem này. Đấy, dòng này tự động nên rất là nhàn, anh em làm nghề rất là nhàn, anh em thấy theo. Đấy, chập đôi vào vẫn tuốt được thoải mái. Thì với dòng sản phẩm này anh em mua làm nghề sẽ tiết kiệm thời gian cho anh em rất là nhiều, thì anh em lên mã cho em là kìm tuốt dây nhá. Đấy, kìm tuốt dây đa năng này em báo giá luôn cho anh em này, kìm tuốt dây đến từ thương hiệu Kabushi giá là 180.000. Đấy, 180k anh em nhá, anh em lên mã cho em là kìm tuốt dây giá là 180.000 này. Sang phần bên này thì lên cho anh em một số mẫu tiếp theo, một số mẫu điện này. Đấy, nối điện này, cái dòng sản phẩm này sử dụng rất là hay và rất là tiện lợi cho anh em nhá. Anh em sử dụng rất là dễ, anh em cứ tuốt dây ra này, cho vào này, anh em ghim xuống. Đấy, ghim cực kỳ chắc chắn cho anh em. Với cái dòng này thì anh em đỡ phải quấn băng keo. Đấy, đỡ phải quấn băng keo các thứ lằng ngoằng và trong những cái góc khó ấy, góc khó mà anh em không thể nào mà quấn băng keo thì anh em sử dụng cái dòng này cho em. Sử dụng dòng này cho em. Công suất của nó là 32 này, mắc của nó 32 và lên đến 600V nhá. Đấy, 600V. Có thể nối điện cho anh em từ dây 0.08 này đến 4 mm nhá. Đấy, mắc của nó là 4 mm, còn dây to quá nó cũng sẽ không nối được đâu. Đấy, sử dụng cực kỳ đơn giản, anh em ghim vào cho em như thế này. Đấy, cực kỳ chắc chắn cho anh em. Anh em lên mã giúp em là cái nối điện nhá. Đấy, nối điện thì báo giá luôn cho anh em. Giá bán lẻ là 5k một cái này. Đấy, 5k một cái. Còn nếu mà anh em lấy từ 10 cái giờ lên, đấy 10 cái giờ lên thì giá sẽ chỉ còn là 4.000 thôi anh em nhá. Đấy, 4k thì anh em lên mã cho em nối điện, lấy lẻ là 5k một cái, còn 10 cái giờ lên là 4k nhá. Ok, tiếp theo lên sang phần bên này thì tiếp tục lên cho anh em một cái bộ tô vít cách điện nhá. Dòng này thì có thể cách điện cho anh em đến lên đến 1.000V nhá. Đấy, 1.000V. Một bộ sẽ bao gồm này. Một bộ sẽ bao gồm cho anh em 7 cây tô 6 cây tô vít như thế này. Đấy, 6 cây tô vít như thế này và một cây tô vít cây vít điện nhá. Đấy, một cây vít điện. Cây vít điện này thì cũng sẽ có hai đầu. Đấy, đầu 3 ke và 4 cạnh. Đấy, ba ke đầu 4 cạnh và đầu 2 cạnh em nhá. Đấy, sử dụng như một cái cây tô vít bình thường luôn. Đấy, thiết kế này anh em xoáy nhá, thiết kế này nó có lẫy an toàn đây nên anh em có xoáy như thế nào cũng không bao giờ ảnh hưởng đến cái quả bóng bóng báo ở trong này nhá. Đấy, quả bóng báo trong này sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến. Đấy, một bộ sẽ bao gồm thêm cho anh em mình là 6 cây tô vít cách điện. Anh em nhìn thử quan sát này, anh em có thể quan sát là cái đầu bọc cách điện của nó lên đến tận đầu tô vít luôn nên là rất là an toàn. Đấy, vỏ cầm bằng cao su non, cầm cực kỳ chắc tay luôn. Dòng sản phẩm này thì sẽ có 3 kích thước cho anh em. Đấy, kích thước lớn nhất là 12,5 cm này. Đấy, là cái chiều dài mũi là 15,5 cm, còn tổng chiều dài của nó phải hơn 20 cm em nhé. Đấy, chiều dài thứ hai là 7,5 cm này. Đấy, đầu tính cái đầu mũi này thôi, 7,5 cm. Và kích thước trung bình của nó là 10 cm. Đấy, sẽ có 3 kích thước cho anh em như thế này và mỗi kích thước đều có đầu 4 cạnh và đầu 2 cạnh nhá. Đấy, đầu 4 cạnh và đầu 2 cạnh. Và tất cả các đầu này đều có từ tính nam châm nhá, từ tính nam châm và được đựng trong một cái vỏ như thế này. Anh em rất là dễ dàng khi mang đi mang lại. Đấy, mang đi mang lại, anh em làm nghề hoặc anh em mua về sử dụng trong gia đình cũng rất là tiện luôn anh em ạ. Đấy, đến từ thương hiệu Kabushi Japan nhá. Đấy, Kabushi Japan. Thì anh em lên mã cho em là tô vít cách điện này, giá là 130.000 anh em nhá. Đấy, 130.000 mà tính ra 7 món. 7 món thì tính ra nó rất là rẻ anh em ạ. Anh em lên mã cho em mà tô bộ tư vít cách điện giá là 130.000 anh em nhé. Rồi sang phần bên này lên cho anh em một cái dụng cụ rất là tiện lợi này và anh em nào cũng nên cần trong gia đình này. Một cái bình xịt che dầu nhớt nhá, đến từ thương hiệu của Kabushi. Đấy, Kabushi này thì anh em cũng đã biết là
là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Ấy dòng này thì anh em mua về anh em có thể là đựng dầu nhớt các thứ cho vào đây. Với thiết kế này, đấy, thiết kế vỏ ngoài nhá, vỏ ngoài là kim loại, đấy, kim loại và được sơn tĩnh điện rồi. Đấy, sơn tĩnh điện thì rất là đẹp mắt đấy, anh em nhá. Dung tích của dòng sản phẩm này là 250 ml, và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này ấy, dòng sản phẩm này thì cái đầu vòi này, đấy, có thể uốn cong thì anh em có thể luồn lách vào được, luồn lách vào được những cái thế khó, những cái con ốc hoặc là những cái chỗ mà anh em muốn tra dầu nhớt vào khó anh em có thể luồn được, thì anh em có thể uốn vào, đấy, uốn đi như này, tra dầu nhớt rất là tiện lợi cho anh em. Đấy, thiết kế vòi bấm này, vòi xịt nên lực ra rất là mạnh anh em nhá. Và thiết kế gen là gen xoáy này, gen xoáy nên là cả anh em có bỏ dầu nhớt các thứ vào đây, anh em sẽ không bao giờ có tình trạng mà bị rò rỉ dầu nhớt ra bên ngoài nhá. Đấy, bị rò rỉ dầu nhớt ra bên ngoài. Thế anh em lên mã cho em nhá. Đấy, lên mã cho em là bình xịt nhớt này. Đấy, bình xịt nhớt. Đấy, bình đựng tra dầu nhớt nhá. Giá là 50 ngàn. Đấy, giá là 50 ngàn. Cái dòng sản phẩm này thì cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Giá là 50 ngàn, anh em lên mã cho em nhá. Rồi, xong sản phẩm tiếp theo về được cho anh em một ít cái dòng sản phẩm bố lùn mini này. Đến từ thương hiệu Kabushi Japan á. Trọng lượng dòng sản phẩm này sẽ là 0,25 kg. Đấy, thiết kế mini thôi. Đấy, sẽ có một đầu đóng cho anh em này, một đầu đóng và một đầu nhổ đinh cho anh em. Cán cầm thì được làm bằng nhựa cao su non, cầm cực kỳ thoải mái cho anh em. Thiết kế những cái chỗ để rất là tinh tế này, thiết kế những cái chỗ để ngón tay cho anh em. Ngoài ra sẽ có thiết kế những cái đường vân như thế này sẽ giúp cho anh em khi làm việc ấy, anh em có bị nóng tay nóng chân nó sẽ bớt đi được cho anh em rất là nhiều. Đấy, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn cho anh em như thế này. Đấy, nhỏ gọn cho anh em như thế này. Thì anh em lên mã cho em một cây bố lùn nhá. Đấy, bố lùn này thương hiệu Kabushi này. Kabushi là một thương hiệu của Nhật Bản này. Đấy. Thì anh em lên mã cho em là bố lùn, giá em báo giá luôn là 60 ngàn một cái nhá. Đấy, 60k một cây bố lùn, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Anh em mua về sử dụng gia đình rất là tốt này. Đấy, sử dụng gia đình rất là tốt, anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Ok, sang phần bên này thì lên cho anh em một cái mẫu khóa chống cắt này, đến từ thị trường của Đức nhá, Made in Germany cho anh em như này. Và đi kèm thêm cho mình là 4 chìa để cho anh em sơ cua này. Đấy, dòng này thiết kế chống cắt cho anh em. Đấy, khóa đồng Đức này, sống lưng rất là dày dẫn đây. Thì em thể đo luôn cho anh em để anh em thể nắm bắt này. Thì sống lưng của nó khoảng 2 phân nhá. Đấy, chiều dài tổng thể là khoảng 10 phân này. Đấy, 9 phân rưỡi. Và cái đường kính của cái móc khóa này thì là 1 cm em nhá. Đấy, 1 cm thì anh em có về có thể nắm bắt để anh em nhiều cánh cửa nhá. Đấy, nhiều cánh cửa cái lỗ nó nhỏ quá nó không thể vừa cái khóa này đâu, thì anh em cũng đo luôn cho anh em. Thì đường kính của nó là 1 cm em nhá. Đấy, đường kính 1 cm. Hàng này chống cắt cực kỳ tốt. Đấy, thiết kế này thì máy cắt không bao giờ người ta cắt được vào những cái phần dễ cắt như thế này. Đấy, thiết kế. Thì anh em lên mã cho em là khóa đồng Đức nhá. Đấy, khóa đồng Đức. Em báo giá luôn cho anh em này. Đấy. Khóa Đức này, anh em lên mã cho em là khóa Đức. Giá dòng sản phẩm này sẽ là 160k. Đấy, 160k cho một cái dòng sản phẩm khóa Đức như thế này. Thì anh em có thể liên hệ em qua số hotline này, có thể đặt hàng nhá. Anh em mà cần thì có thể liên hệ em ngay luôn này. Ok, sang phần bên này thì lên cho anh em một cái mẫu đèn pin cực kỳ đa năng. Đấy, Polycare, để pin Polycare Made in Japan. Dòng sản phẩm này thì có thể chiếu xa. Đấy, chiếu xa móc của nó là từ 800 đến 1200 mét. Đấy, cực kỳ xa cho anh em. Thiết kế hai đầu nhá. Đấy, thiết kế hai đầu điều chỉnh như này. Đấy, anh em có thể mở hai bên đầu này đều được. Và anh em có rất là nhiều chế độ cho anh em nhá. Đấy, cái chế độ cảnh báo SOS này. Đấy, cảnh báo SOS này. Phần bên này thì sẽ có những cái nút sáng mạnh, sáng thường. Đấy, và sáng bên hông như thế này. Thì mỗi đầu thì nó sẽ có một công tắc riêng, anh em có thể điều chỉnh nhá, điều chỉnh. Còn phần bên trên này thì anh em có thể thấy là sẽ hiển thị cái phần trăm pin. Đấy, phần trăm pin. Hiện tại cái dòng này thì đang đầy pin thì nó sẽ hiển thị 4 vạch pin như thế này. Còn đây là cái nút bên trong này là cái chỗ để anh em có thể sạc pin này. Khi hết pin anh em có thể cắm sạc. Đấy, sẽ đi kèm thêm cho anh em mình là một dây sạc như thế này nữa. Đấy, hơi khó lấy ra. Đấy, đi kèm thêm cho anh em mình một dây sạc. Với cái dây sạc này thì anh em có thể về cắm vào củ sạc điện thoại của anh em đều được nhá. Đấy, củ sạc đầu điện thoại. Thì nhiều lúc anh em có thể sơ cua nó thế như một cái sạc dự phòng, anh em có thể sơ cua, anh em có thể sạc pin điện thoại hoặc cái gì anh em cắm vào đây là anh em có thể sạc được. Đây anh em nhá. Đấy, em test luôn cái độ sáng của cái dòng sản phẩm này. Đấy, với cái đèn bên hông này, độ sáng cực kỳ tốt cho anh em này, rất là phù hợp cho anh em khi đi dã ngoại này. Đấy, đi dã ngoại, đi picnic cực kỳ ngon luôn. Đây là đèn chiếu xa này. Đấy, sáng cực kỳ luôn, chiếu xa cực kỳ xa, từ 800 đến 1200 mét cơ mà. Đó,
test luôn cho anh em để anh em có thể quan sát được nhá. Đây em tắt điện hết cái phòng phòng livestream của em ngày hôm nay để em thể thấy rõ được cái độ sáng, độ chất lượng của dòng sản phẩm này nhá. Đấy, anh em nào cần cái mẫu này thì lên mã cho em là đèn hai đầu nhá. Đấy, đèn hai đầu. Đây, đợi em một chút này. Đèn hai đầu giá, mức giá của dòng sản phẩm này là mức giá dòng sản phẩm này là đây, đợi em chút này. Đấy, anh em lên mã giúp em là đèn hai đầu, mức giá là 200.000 và em bao phí ship anh em nhá. Đấy, anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Hai đèn hai đầu 300.000 em bao phí ship này. Trong hôn nhân thì có phải do chị em chúng tôi gây ra hay không ạ? Và phải làm sao để vượt? Rồi, sản phẩm tiếp theo lên cho anh em một cái mẫu đài hấp em nhé. Đấy, đài hấp em đến từ thị trường của Nhật này. Đấy, Made in Japan cho anh em này. Dòng này sẽ dùng dạng pin sạc là 18650 này. Công suất là 50W. Đấy, công suất 50W. Hàng này thì xài pin sạc nên anh em cứ cắm sạc vào. Khi pin pin có điện rồi thì anh em có thể xách đi xách lại rất là tiện. Anh em không cần phải lúc nào cũng phải cắm điện. Đấy, đài anten đây anh em nhé. Anten có thể gấp gọn vào như thế này. Đấy, mặt đồng hồ này, mặt đồng hồ cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Phần bên hông này sẽ là những cái lớp một lớp sơn giả gỗ nhé, nhìn rất là sang trọng. Phần bên này đây, anh em có thể cắm thẻ nhớ này, đấy, USB này, chân lỗ chân sạc đây anh em nhé. Đấy, shop sẽ đi kèm thêm cho em mình là một cái cáp sạc như thế này. Đấy, anh em cắm ở đây là anh em có thể sạc được. Đấy, còn cái đầu này thì anh em có thể cắm vào những cái ổ sạc điện thoại của mình hoặc cái sạc dự phòng đều được nhá. Đấy, cắm lỗ rắc cắm tai nghe này. Đây là cái đồng hồ, cái nút tắt bật đồng hồ nhá. Đấy, mặt trước sẽ có đồng hồ cho anh em này. Anh em muốn nó chạy thì anh em bật lên, còn không muốn chạy thì anh em tắt đi ở phần này nhá. Phần bên trên này thì đây sẽ là cái chỉnh tần số này, còn đây là chỉnh âm lượng nhá. Đấy, tắt bật nó cũng ở cái phần âm lượng này luôn. Đấy, anh em xoáy hết này là đã tắt, anh em vặn lên này. Đấy, vặn lên này. Giảm hiệu suất phun sương. Vặn lên. Đấy, là anh em muốn xem kênh nào thì anh em dò luôn. Đấy, có rất là nhiều đài khác nhau cho anh em lựa chọn này. Đấy, anh em chuyển sang đài SVK này là đài quốc tế này. Đấy, mức thứ hai là FAM này. AM mức thứ ba là FM. Đấy, FM anh em vặn lên, anh em có thể dò. Đấy, dò này. Rất là đơn giản luôn. Đấy, anh em xem kênh nào thì anh em dò nhá. Đấy, dò. Ok chưa anh em? Đấy, mức cuối cùng này. Đấy, mức cuối cùng là MP3 là anh em có thể kết nối điện thoại. Đây, em sẽ kết nối luôn điện thoại cho anh em có thể quan sát luôn. Đấy, anh em vào phần mục Bluetooth này, không anh em tìm thiết bị. Đấy, tìm thiết bị, khi nào nó ra là anh em ấn vào là nó sẽ tự động kết nối thôi. Đấy, tự động kết nối. Đây, anh em đợi em một chút thôi. Đấy, là nó sẽ ra luôn này, NS89 này, anh em kết nối này, nó sẽ kêu lên là kết nối thành công. Đấy, anh em đợi em một chút thôi. Đấy, ghép nối này. Đấy, là tút tút cái là đã kết nối thành công rồi thì anh em có thể là vào nghe nhạc này. Đấy, nghe nhạc các thứ là như kiểu một cái cây loa bình thường thôi. Đấy, một loa bình thường đây, em sẽ vào em thử nghe nhạc nhá. Đấy, ok luôn. Đấy, quá tiện đúng không anh em, rất là tiện lợi cho anh em luôn. Thì cái mẫu này đẹp, anh em lên mã cho em là đẹp em này. Anh em lên mã giúp em là đá với em, giá là 320.000 em bao phí ship luôn nhá. Đấy, 320.000 bao phí ship, anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi, tiếp theo sang phần bên này thì lên cho anh em tiếp một cái mẫu massage nữa nhá. Dòng này dòng massage gun, massage mini. Dòng này thì quá là nổi tiếng rồi, anh em rất là nhiều anh em biết rồi đúng không? Dạng này dạng mini cầm tay nhá. Toàn bộ sẽ bao gồm cho anh em một tay cầm này, tay đấm như thế này, và đi kèm thêm cho anh em rất là nhiều những cái chi tiết. Đấy, rất là nhiều những cái chi tiết để anh em lắp vào này. Nó sẽ có 6 cấp độ chạy nhá. Đấy, 6 cấp độ chạy như thế này. Tăng dần như thế này. Cấp độ càng cao thì cái độ rung của nó càng lớn. Đây, ví dụ anh em bình thường này nhá, khi anh em muốn nó hoạt động rung một cách max volume ấy, max nhất là anh em ấn nhẹ này, đấy là nó rung rất là mạnh. Đấy, anh em thể quan sát này, rung rất là mạnh. Dòng này anh em về massage tay, massage chân, lưng, cằm các thứ, đầu gối các thứ rất là tiện lợi. Đấy, nút nguồn đây anh em, giữ này, anh em giữ là nó sẽ tắt và anh em giữ là nó sẽ bật. Đấy, anh em điều chỉnh cấp độ thì anh em cứ điều chỉnh đây, ấn nút là điều chỉnh đây. Đi kèm thêm cho anh em mình là rất là nhiều đầu này. Đấy, rất là nhiều đầu như thế này nha anh em nhá. Đấy, anh em về anh em có thể sử dụng này. Đấy, rất là nhiều đầu. Và đi kèm thêm cho anh em mình là một dây cáp sạc. Đấy, anh em kết nối cho em vào đây. Dây cáp sạc em kết nối cho em vào đây, và đầu này anh em cắm vào USB này, đầu cắm vào củ sạc điện thoại này, sạc dự phòng hoặc là máy tính đều được anh em nhé. Đấy, cứ đầu USB là anh em có thể sạc được. Pin tích điện, đấy dòng này dạng tích điện. Đấy, dòng tích điện thì anh em lên mã cho em là máy massage này. Đấy, máy massage cầm tay nhá. Đấy, máy massage này, máy massage nhá. Máy massage giá sẽ là 200k. Đấy, 200k và em bao phí ship luôn cho anh em. 200k bao phí ship. Đấy, 200k bao phí ship thì anh nào mà cần thì có thể liên hệ em luôn nhá.
Rồi sản phẩm tiếp theo lên cho anh em một cái mẫu máy hút bụi này. Đấy, hàng này thì cũng đến từ thương hiệu Takasio này. Đấy, Katasio đến từ thị trường của Nhật Bản anh em nhé. Đấy, Katasio đến từ thị trường của Nhật Bản. Dòng này là dòng máy hút bụi mini nên là rất phù hợp cho anh em hút ghế này, ghế bàn các thứ hoặc các bàn làm việc thôi, dạng này dạng nylon. Đấy, đi kèm thêm cho anh em mình là rất là nhiều những cái đầu anh em có thể hút này, anh em lắp vào này. Đấy, đi kèm thêm cho anh em mình là một cái dây cáp sạc như thế này, anh em sạc ở phần chuôi này anh em nhé. Đấy, cắm sạc. Còn phần đầu này thì anh em có thể cắm vào những cái củ sạc điện thoại ở nhà anh em nhé. Đấy, dòng này hút cực kỳ khỏe luôn. Đấy, hút cực kỳ khỏe luôn đây anh em nhé. Đấy nha, anh em có thể quan sát này, hút cực kỳ khỏe luôn. Đấy, cái hạt gạo nó nặng như thế em còn hút được. Đấy, huống gì là bụi các thứ là quá là ok luôn. Đầu này sẽ là đầu thổi nhá. Đấy, đầu thổi thì anh em có thể lắp cái đầu thổi này. Đầu thổi là những cái đầu tròn tròn như thế này nhá. Đấy, anh em có thể thổi bụi, thổi các thứ ra đi để anh em lắp vào phần bên này thì anh em thổi đây. Đấy, rất đơn giản cho anh em thôi. Sử dụng cực kỳ đa năng luôn. Thì anh em lên mã giúp em là máy hút bụi nhá. Em báo giá luôn cho anh em này. Máy hút bụi giá sẽ là 230.000, em bao phí ship rồi. 230.000 bao phí ship. Đấy, hàng Tamasio này, made in Japan cho anh em nên như thế này nhá. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ em luôn này. Rồi ok anh em, tiếp theo sang phần bên này thì lên cho anh em mình là một cái vòi đơn này. Đấy, vòi đơn, vòi nước nhá. Anh em lưu ý cho em một cái gen này là gen 21 nhá. Đấy, gen xoáy gen 21. Thì dòng này thì nó được sản xuất bằng chất liệu là inox B04 này. Đấy, inox B04. Inox B04 thì dòng này anh em về lắp vòi rửa các thứ anh em rất là tiện. Đấy, rất là tiện. Đây, đi nguyên xe nguyên hộp cho anh em như thế này. Thì anh em nào cần cái mã này thì lên mã giúp em là vòi đơn nhá. Đấy, vòi đơn giá là 60.000 anh em nhá. Đấy, giá là 60.000. Thì anh em nào cần cái vòi đơn này thì có thể lên mã em là vòi đơn giá là 60.000 này. Qua phần bên này thì lên cho anh em một cái mẫu vòi nữa, nhưng mà dạng này là dạng vòi đôi anh em nhé. Đấy, vòi đôi thì nó cũng được làm bằng chất liệu là inox B04. Đấy, chống han rỉ cho anh em. Vòi này vòi đôi này. Đấy, hai bên anh em xoáy này, bên này thì anh em xoáy bằng cái nút này anh em nhé. Đấy, xoáy bằng cái nút này, chỉnh nước bằng nút này. Gen cũng là gen 21 thì anh em lên mã em là vòi đơn. Đấy, vòi đơn là giá là 90.000 này. Đấy, 90.000. Vòi đơn là 60.000, còn vòi đôi là 90.000 anh em nhé. Rồi tiếp theo sang phần bên này thì lên cho anh em một cái mã rất là phù hợp để anh em có thể làm quà tặng, quà biếu, hoặc là anh em có thể mua về chăm sóc móng chân móng tay của mình, rất là tuyệt vời. Đấy, dòng sản phẩm này là dòng bộ cắt móng tay đến từ thương hiệu của Winning nhé. Đấy, Winning hai người là đến từ thương hiệu đến từ thị trường của Đức này. Thì dòng sản phẩm này sẽ bao gồm cho anh em một cây kéo cắt to này, cắt lớn này, cắt nhỏ, và một cây cắt khóe như thế này. Dòng sản phẩm này thiết kế rất là dày dẫn. Đấy, rất là dày dẫn, rất là phù hợp cho anh em mua về làm quà tặng, quà biếu cho ông bà bố mẹ. Tại vì ông bà bố mẹ cái cấu tạo móng chân móng tay của các ngài nó rất là cứng rồi, thì những cái dòng sản phẩm thường thì cắt thì nó rất là khó khăn. Nhưng cái dòng sản phẩm này anh em thì quan sát này. Đấy, thiết kế rất là tinh xảo và rất là dày dẫn nên là rất là phù hợp cho anh em mua về làm quà tặng, quà biếu cho ông bà bố mẹ, thì được đựng trong một cái hộp như thế này. Đấy, rất là sang trọng như thế này. Đấy, anh em lên mã giúp em là bộ móng tay Đức này. Đấy, bộ móng tay hoặc bộ ba móng tay, giá là 140.000 nhá. Đấy, giá 140.000 dòng sản phẩm này. Có anh em sử dụng, anh em đẩy cho em cái này lên thì khi anh em cắt móng chân móng tay nó sẽ xuống dưới này. Khi anh em cắt xong thì anh em đẩy xuống cho em như này. Đấy, đổ móng tay của anh em ra đây. Và phần bên hông này sẽ có một cái đây, em sẽ bóc luôn, bóc siêu ra nhá. Đấy, bóc siêu cho anh em. Cái dòng sản phẩm này phần bên này thì là nó như kiểu là mài ấy. Khi anh em cắt xong ấy là nó cứ bị như kiểu là xước ấy, thì anh em có thể lấy để mài ra này. Đấy, mài này là nó sẽ hết nhá. Thì anh em lên mã ra bộ ba móng tay giá là 140.000 anh em nhé. Rồi sang phần bên này lên cho anh em một cái bình pha trà này. Đấy, dòng này thì dung tích của nó là 1 lít anh em nhé. Đấy, dung tích của 1 lít. Thì dòng này anh em mua về thì anh em có thể pha trà này. Đấy, pha trà giữ nhiệt cực kỳ tốt cho anh em, pha trà, pha thuốc các thứ đây. Còn bên trong này thì sẽ có một cái lõi này, thì anh em có thể là để trà các thứ vào đây. Đấy, để trà các thứ vào đây. Dòng này thì là inox, đấy, inox 316 nhá. Đấy, inox 316. Và dòng này đã được hút chân không rồi nên là nó giữ nhiệt. Đấy, giữ nhiệt và ủ trà cho mình cực kỳ tốt. Đấy,
anh em cho chạp đây rồi anh em xoáy nắp vào cho em như thế này. Đấy, xoáy nắp vào cho em như thế này. Và khi anh em muốn mở ra, đấy, khi muốn mở ra thì anh em ấn nút như thế này. Đấy, ấn nút cho em như thế này. Về bên ngoài thì được sơn một lớp sơn tĩnh điện. Đấy, phần bên dưới thì sẽ có một cái miếng cao su để chống trơn trượt khi anh em để trên bề mặt đá cũng như là bề mặt kính. Đấy, anh em lên mã giúp em là bình pha trà này. Bình pha trà một giá là 130.000 đấy anh em nhá. Đấy, 130.000. Rồi, vừa rồi là một số sản phẩm em lên trong video ngày hôm nay. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì có thể là liên hệ em đấy, qua số hotline em đang ghi trên màn hình nhé. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi trong suốt video vừa rồi. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.